Chị về nhà có xem video không? Có xem lại rồi có ngộ ra thêm gì không? Tức là trong quá trình mình học mà mình không nhận ra, nhưng mà mình xem lại thì mình nhận ra. Sóng hồi của Sư Hướng Tuần vẫn mạnh lắm, vẫn chơi được ha. Sư Hướng Tuần và chỉ có sóng hồi của mấy khung giờ nhỏ nhỏ thì mình chơi không được thôi, chứ sóng hồi khung giờ lớn mình chơi được mà. Nó lâu lắm, nó dài lắm anh. Dụ như cái thằng đô la yên này đi. Khi mà cái xu hướng tăng này nó bị phá vỡ thì toàn bộ cái mạng bên đây là mạng xu hướng giảm, hoặc là bên đây nguyên cái mạng này là mạng xu hướng giảm của nó. Tuy nhiên những cái con sóng hồi ở bên trong này á thì chúng ta vẫn chơi được, đây nè, chúng ta vẫn chơi được. Thì lúc đó thì nó tăng cả ngàn pip như thế này mà, thì lúc đó chúng ta bẻ nhỏ cái khung thời gian ra thì đây chính là con sóng. Cái vùng này là con sóng chính của chúng ta này. Đó. Thì vùng này là con sóng chính. Vậy thì những cái con sóng mà nó đi ngược cái con sóng này á, tức là những cái thằng đỏ đỏ này. Những cái thằng đỏ đỏ này là thằng sóng hồi. Được chưa? Chỗ đó anh chị hiểu chưa? Thì sống hồi không ngày thì không chơi nhé. Không ngồi không ngày không chơi. Thằng xanh này chơi được, thằng xanh này chơi được, thằng xanh này là của thằng Tuần mà. Nó rất là mạnh đó. Nó cũng là mấy trăm bit chứ bộ, đâu phải giỡn đâu. Thì bạn anh thì xét về cái khung giờ dài hạn thì nó đang là đáy rồi đó ha, đang là đáy rồi đó. Nhiên mà về cái khung giờ tháng, về khung giờ tháng thì anh chị nhìn là cái giá đóng cửa của nó này. Ở đây là chúng ta có một cái vùng giá đóng cửa ngay cây nến đỏ bên đây, nến đỏ nến xanh này. Xét cái này là gần nhất đi ha, nguyên cái cụm này, này. Và trong tháng 7 vừa rồi thì trong tháng 7 vừa rồi thì giá nó là đóng cửa ở dưới này luôn, đóng cửa dưới luôn nên là giá giảm rất là mạnh. Thì bây giờ cái vùng nâng đỡ giá thì chắc chỉ còn lại hai cái đỉnh của đầu nến này còn hai cái đỉnh của đầu nến thôi. Bên đây chúng ta tìm những cái vùng hỗ trợ khác thì chúng ta không thấy, nó rất là thấp như thế này. Thì nếu mà giảm nữa thì khả năng sẽ giảm về cái vùng này, nhìn cái màu này chắc giảm tiếp á, giảm tiếp á, giảm về cái vùng này đây. Nếu mà giảm hơn nữa thì không biết đáy là đâu luôn, vì xu hướng lớn mà nó là giảm, nhìn nó rõ như ban ngày vậy mà. Đấy. Có điều là nếu mà chúng ta biết là cái xu hướng lớn giảm nhưng mà chúng ta bán ra
mà nhưng nó đặt stop loss mà nó ngắn quá. Thế là stop loss ngắn quá thì cái khả năng là giá nó hồi lên nó phá stop loss của chúng ta trước khi mà giảm tiếp. Thì bạn anh giảm thì đồng euro nó tăng, thì bạn anh nó giảm, bạn anh so với cái gì cũng giảm thì cái cặp tỷ giá của những thằng khác so với bạn anh thì nó cao lên. Người đồng bạn anh nó mất giá, những tháng qua nó mất giá liên tục mà, thì những cái thằng khác nó đứng im thôi, nó không tăng, nó không tăng luôn cũng được, thì nó vẫn là cái tỷ giá của nó vẫn cao hơn bạn anh. Đấy, euro lên bảng này. Mà bây giờ anh chị cứ nghĩ như là cái thằng euro này nó đứng im đi, nó không tăng không giảm, nhưng mà cái thằng bảng nó giảm, thì suy ra là cái đồ thị nó lại tăng. Đồng bảng anh này, anh chị thấy không, bảng anh trên yên này nó giảm liên tục mà. Để em để biểu đồ ngày đi, dễ nhìn. À, bảng anh trên yên này nó giảm liên tục này, bảng anh trên Úc này, cái hướng nó cũng đang là giảm này. Bằng Anh Thụy Sĩ này nó cũng giảm một đường lèo như thế này này. Bằng Anh New Zealand nó cũng giảm, bằng Anh đô la thì nó cũng giảm, cho nên là cái thằng mà euro trên bảng ấy, thì nó đã ngược lại, bảng trên euro thì nó sẽ giảm mà euro trên bảng thì nó sẽ tăng, nó là như vậy, chuyện này bình thường mà. Đừng có thấy nó cao quá tưởng nó giảm, đừng có nghĩ nó cao rồi nó sẽ giảm nha, mà vô mà bắt đáy bắt định là xong. Cái cách mà anh đăng anh chat một lần thôi, không cần phải copy lại đâu, em trả lời từng người một thôi. Tăng tỷ lệ ăn sóng hồi lên cao hơn không? Nói chung là ăn sóng hồi thì vẫn ăn được, chứ không, em không có nói là không ăn sóng hồi. Tức là em không có nói là không ăn được sóng hồi, sóng hồi vẫn ăn được. Tuy nhiên là nó nguy hiểm. Thì anh chỉ cứ tập ăn sóng hồi luôn cũng được, mà đều mình đánh với cái số lượng nhỏ thôi, để mình kiểm tra cái hệ thống giao dịch của mình. Khi mà mình thấy cái hệ thống của mình mà chuẩn, cái khả năng thành công nó cao thì mình đánh lớn đi. Chứ còn anh chị đánh ba lệnh mà thua hết hai rồi thì thôi, không nên thôi. Vàng á, cái vàng này, cái thị trường vàng nó khác với thị trường ngoại hối. Thị trường vàng thì cái số pip của nó tính khác. Ví dụ như cái trong cái trường hợp này vàng ha, anh chị thấy là hiện tại em để con chuột là bao nhiêu, 1305 đúng không, 0.943 đúng không, 1305.943, thì cái số pip của nó chính là con số 4 đó. Số 4 là số pip. 94 bây giờ là 94 pip. Thì bên cái thị trường vàng thì một pip một lót thì nó sẽ là một đô. Đó, một pip một lót sẽ là một đô. Và nếu như bên thị trường forex á, một ngày mà tăng thực sự cao á, thì rơi vào đó là tầm là 100 tới 150 tới 200 pip một ngày. Đó là bên thị trường forex. Dao động mà cao á, là tầm là, hoặc là bình thường á, là tầm là từ 100 cho tới 150 pip một ngày. Còn bên cái thị trường vàng này á, một ngày nó có thể dao động là 4.000 pip một ngày, thậm chí là 5.000 pip. Ví dụ trong trường hợp này là một ngày nó tăng 3.500 pip. Trong trường hợp này là nó tăng là khoảng là 4.000 pip trong một ngày thôi.
Cho nên là cái thị trường vàng bên thị trường forex ha, thì trung bình là một pip một lót á. Em lấy một một lót đi, nếu mà đánh một lót tương đương với khoảng là gần 100.000 đô. Nếu mà đánh một lót thì một pip của nó thì khoảng là 10 đô. Đó. Còn bên cái thị trường vàng này á, anh chị mà đánh một lót á thì một pip của nó thì khoảng là một pip khoảng là 1 đô. 1 đô. Vì vậy thì mình đánh, giả sử như mình đánh một lót tương đương với trên thị trường forex luôn. Thì một ngày nó tăng như thế này thì mình có thể lãi một ngày 4.000 đô. Anh chị nắm được không? Chỉ cần đánh một lót thôi là đã lãi 4.000 đô trong một ngày rồi. Tuy nhiên là bên cái thị trường vàng là vì giá nó giật mạnh như vậy. Vì giá nó giật mạnh như vậy nên là nó mạnh hơn là gầm 10 lần cho tới 20 lần thị trường forex. Đó. Giá nó giật mạnh hơn là 10 lần tới 20 lần thị trường forex. Cho nên là thay vì đặt một lót như là thị trường forex thì anh chị đặt 0,1 lót thôi là được rồi. Tức là đặt cái số lót này nhỏ hơn thị trường forex gấp 10 lần. Ví dụ như bên forex đặt một lót thì chúng ta là đặt bên thị trường vàng là 0,1 lót. Bên forex mà đặt 10 lót thì bên vàng đặt một lót thôi. Tại vì nó giật rất là mạnh, cho nên là bù qua sớt lại thì chúng ta vẫn lại như thường. Ví dụ như trong vài ngày qua này, trong 5 ngày thôi, vàng nó giật là 9 pip nữa hơn. Trong 5 ngày vàng giật 9.000 pip, 10.000 luôn. Chúng ta đặt một lót thì chúng ta đã lại 10.000 đô rồi. Tuy nhiên là chúng ta đặt là 0,1 lót thì chúng ta lại là đâu đó 1.000 đô, nó tương đương như vậy. Và nhiều người không có biết cái này. Họ đặt số lót bên thị trường vàng giống như là đặt bên thị trường forex. Cho nên là họ sẽ bị lỗ rất là nặng. Cái vấn đề ở đây là vì vàng giật mạnh, cho nên là chúng ta sẽ đặt stop loss theo cái cách tính của stop loss của vàng, chứ không phải là đặt stop loss kiểu như là forex. Ví dụ như forex thì anh chị có thể đặt là stop loss là tầm 60 tới 80 pip là an toàn rồi. Đây là một cái vùng giá rất là nhiều, rất là lớn đó, dao động như này khó lắm, khó mà dính stop loss. Tuy nhiên là nếu như anh chị đặt cái stop loss bên thị trường vàng mà là 60 cho tới 80 pip thì nó dính stop loss liên tục. Nó là như vậy. Vì nó lớn hơn gấp 10 lần cho nên là anh chị có thể là đặt stop loss rơi vào tầm 1.000 cho tới 1.500. Ví dụ ngay cái trường hợp từ đây. Trend nữa. Trend như này mà bị phá vỡ thì anh chị có thể là mua đâu đó ở khúc này, nếu mà dùng khung thời gian nhỏ. Mua đó ở khúc này và stop loss dưới đây. Thì chúng ta đo cái stop loss là rơi vào tầm 2.000 pip này. Stop loss 2.000 pip. Thì từ đó anh chị cứ tính ra cái số tài khoản tầm 2%, 3% tương ứng với 2.000 pip này đó. Nó giảm 2.000 pip thì chúng ta mất 2, 3% tài khoản đó. Nó chả có gì phải sợ cái thị trường vàng này đó. Ăn thua ở cái quản trị vốn thôi. Ví dụ như trong cái trường hợp như này. Trong cái trường hợp như này. Đây là cái con sóng, đây là cái xu hướng tăng của chúng ta. Đó. Và giá nó giảm xuống. Mới những ngày gần đây nó giảm xuống này. Tưởng là break out qua nhưng mà nó giật lên lại. Đây có nghĩa là break out giả rồi. Cái vùng này gọi là break out giả, phá vỡ giả. Đó, thì chúng ta nhìn thấy nó phá vỡ giả thì khi mà cái đồ thị nó như thế này này thì chúng ta cần một cây nến ở phía sau để xác nhận là cái cây nến tăng Maribozu này là tăng thiệt. Thì ngay sau cái cây này là chúng ta đã là gọi là mua vào được rồi. Thì nếu mà mua vào thì có thể là anh chị an toàn thì đặt stop loss ở dưới cái đường trendline này. Đó, mua vào đâu đó đây. Đó, đặt stop loss dưới cái đường trendline là đặt stop loss 2.000 pip này. Đó, nếu nó giảm xuống đây là 2.000 pip thì mình lỗ, thì mình chỉ lỗ đó tầm 2-3% tài khoản thôi. Tương đương với là nếu mà tài khoản 5.000 đô của anh thì
thì 3% là tương đương với khoảng là 150 đô đó, lỗ lỗ 150 đô thôi từ đây xuống đây. Nó có giảm bao nhiêu pip thì kệ đó hả? Chúng ta quản trị vốn theo cái số tiền của chúng ta, nó giảm 2.000 pip thì mình sẽ mất là 150 đô. Còn nó tăng lên đây thì trong trường hợp này là tăng 6.000 pip này thì tỷ lệ 1:3 rồi, tỷ lệ 1:3 rồi thì chúng ta sẽ lãi là 450 đô, nó là 9% rồi đó, ở trong vòng 3 ngày lại 9%. Đó là quản trị vốn nó đơn giản như thế. Và nhiều người không biết là cứ đặt lót to như vàng. Ok chưa? Anh chị cứ chọn quản trị vốn chọn là anh chị chả sợ cái gì á. Người ta cứ bảo chơi vàng khó, chơi vàng giật các kiểu mà em thấy nó còn bình thường thôi. Nó giật 2.000 pip thì mình chỉ có lỗ là 2-3% tài khoản thôi thì sợ cái gì. Đặt lót cho to lên rồi rồi nó giảm vài pip là bắt đầu sợ. Đây. Mọi thứ từ đây mà ra cả ha. Sau khi hết sóng hồi thì thường là mình giao dịch bằng khung 4 giờ 1 giờ. 4 giờ 1 giờ. Thì cái phân kỳ tiếp diễn đó, em không có xài nhiều lắm. Em chỉ có xài phân kỳ đảo chiều thôi. Tại vì cái mô hình của em giao dịch là thường em giao dịch khi mà giá nó đảo chiều. Sao không cho đặt lót bé được? Không cho đặt lót bé hả? Bỏ sao nó đi. Thiếu gì sao? Không phải một lót thì tương đương với 10.000 đô rồi. Không phải một lót là tương đương với 10.000 đô rồi, là mua bán thoải mái rồi chứ. Không phải không một thì tương đương với 1.000 đô. Tại vì anh chị phải hiểu là cái sân chơi ngoại hối này là dành cho những người giàu thôi. Cho nên là đôi khi những cái sàn nó hạn chế những tài khoản nhỏ. Nào nghèo đi ra chỗ khác chơi, ý nó nói như vậy đó. Thì như vậy thì mình sẽ chọn những cái sàn mà cho đặt lót bé để mình chơi. Là chiêu của nó. Đặt stop loss cho Bitcoin nữa. Cái này cái mà vụ đặt stop loss này nọ chắc qua cái bài quản trị vốn này em nói nhé. À, qua bài quản trị vốn này em nói. Nếu xu hướng chính là 4 giờ thì xác định mà sóng hồi bị phá vỡ thì thường dùng là 1 giờ. 4 giờ dùng 1 giờ. Không không dùng 30 phút. Và những cái sàn nào mà nó nghiêm ngặt quá mà mình ít tiền thì mình nên chọn sàn khác ha.
ngàn đô chơi được, correct, ngàn đô chơi được. Thì có những cái sàn giao dịch tối thiểu là nó bắt mình là nộp vào ít nhất là 200-300 đô gì đó. 300 đô thì chơi được rồi, 300 chơi được, 300 là nhiều sàn đấy, ngàn đô là nhiều sàn, đầy sàn. Chỉ có thể chọn sàn XM nè, XM cũng được nè, hoặc XNet nè, IC Market, Epicro nữa, FBCM. Nói chung 300 đô là chơi được khá nhiều sàn, 1.000 đô là chơi thoải mái, 100 đô thì 100 đô thì khó quản trị vốn đó. Đầu bèo cũng được 300 đô, chứ 100 đô khó quản trị vốn lắm. Tại vì nhiều sao nó cái mà nhỏ nhất của nó đó là 0,01 là nhỏ nhất rồi, thì không thể đặt nhỏ hơn. Mà nếu như mà mình dùng tài khoản 100 đô mà mình đặt 0,01 thì nó lỗ, không phải là nó sẽ lỗ hơn 3-4%, chứ không phải là lỗ ấy. Mà mình không thể đặt stop loss ít quá được, tức là số pip của nó bèo bèo cũng phải là trên 10 pip stop loss, tức là không thể đặt stop loss 5 pip được. Sóng hồi tùy sóng hồi. Sóng hồi mạnh thì mình ăn là cả trăm pip ạ. Những cái đồng như đồng bằng Anh rồi này. Mà sóng hồi của nó rất là ghê ha. Không phải giỡn đâu, sóng hồi của nó mạnh lắm. Ví dụ như đây này. Anh chị thấy con sóng hồi này không? Anh chị đoán con sóng hồi này bao nhiêu pip? Từ từ cái râu nến dưới luôn. Đo lên con sóng hồi này là 180 pip nữa ha. Còn con sóng hồi này thì sao? Con sóng hồi này thì được 90 pip. Nó là như vậy. Còn con sóng hồi này thì sao? 70 pip nè. Còn con sóng này thì chưa kết thúc à. Hiện tại đang là 40 pip. Đó, cho nên là sóng hồi á, nó mà hồi mạnh mạnh như thế này thì còn ngon. Chứ còn mình nó hồi vài pip như này mà mình chưa kịp chốt là nó giảm lại rồi thôi. Cho nên là tốt nhất thì anh chị là hạn chế chơi sóng hồi. Cứ sóng chín mà chơi, cứ con sóng đỏ này nè. Nó đang giảm thì cứ con sóng đỏ này mà quất thôi. Đó, sóng hồi nó kết thúc như này nè. Đó, giá đóng cửa của nó là đóng cửa như này. Ở đây là 4 giờ này. Thì mình qua mình coi cái nguyên cái vùng tròn này nè. Đó, con đường xanh này nè. Mình chuyển cái khung 1 giờ. Mình thấy là dính nến đóng cửa là nó xác nhận rồi ấy, thì lúc đó là mình múc thôi. Cứ sell ra đây. Ở đây đây này, cái thằng nến màu đỏ này này, Mariboju này, đó là cái thằng mà xác nhận. Đó mà thằng là nến phá trend đó. Thằng này là thằng nến phá trend này. Thằng này là nến xác nhận này. Rồi mình vào kèo ở thằng này, mình vào kèo ở thằng này, mình ăn con sóng này không sướng hơn à, ăn sóng hồi làm gì. Đó, cái thằng này mà đặt ngon ngon là phải tỷ lệ là một, thằng này mà đặt ngon thì tỷ lệ nó phải là một mấy á, chứ không phải là 1-3 nữa đâu. Nên là vào vào kèo xác nhận thằng này, đúng không, vào kèo thằng này nó stop loss ở trên này hoặc là thằng nào mà chơi mà kiểu mà stop loss tiết kiệm á, keyboard thì có thể là stop loss trên cái đường trên line này thôi đó. Nhưng mà để an toàn hơn thì nên stop loss trên cái đỉnh này 40 pip ha. Hàng ai keyboard thì stop loss đây thôi đó, 25 pip ha. Như này thì cái tỷ lệ ở đây, giả sử như nó dính stop loss thì mình lỗ là 1 phần tiền, risk bao nhiêu đó, chấp nhận mạo hiểm bao nhiêu đó, lỗ bao nhiêu tiền. Ví dụ như 3% đi, 3% của tài khoản 5.000 đô là 150 đô, lỗ là mình lỗ 150 đô đấy. Còn lãi tỷ lệ 1:6 này. Đó, tỷ lệ 1:6, thằng này mà nó giảm mạnh như thế này thì nếu mà ai mà thả rong TP thì nó còn lãi là tỷ lệ 11, 12 vậy đó. Có người em thấy lãi tỷ lệ 20 lận.
mất một thôi nhưng mà lại lại mười mấy hai chục như này, bị lại một mười đi. Mất là mất 150 đô, lại lại 1.500 đô. 1.500 đô thì tương đương với khoảng là 30% rồi của cái tài khoản 5.000 nữa. Trong vòng là khoảng là từ đây xuống, từ đây xuống là xuống dính TP là ngay tại đây này. Trong vòng 1 ngày thôi, cái này trong vòng 20 tiếng đồng hồ, cái này anh chị phải canh chuẩn. Cho nên là người ta bảo là mình gồng lãi chứ đừng gồng lỗ. Tức là nhiều trường hợp nha, nhiều trường hợp nha anh chị, anh thấy mình lãi nha. Em thấy mình lãi, ví dụ như em đặt ở đây, em bán ở đây, stop loss ở đây, và khi mà xuống đây là em thấy tỷ lệ của mình là được 1.3 rồi này, 1.3 rồi. Tuy nhiên là em thấy cái lực giảm vẫn còn mạnh thì em sẽ dời cái set profit này xuống dưới đó. Và cái thằng này sẽ cố định đâu đó một cái vùng đâu đó trên đây, giả sử nó có tăng lên lại thì mình chốt ngay tại đây tại vì mình đã cố định một cái khúc từ đây tới đây rồi. Cái này là những cái kỹ năng đặt stop loss thì qua cái phần sau em sẽ nói, đến cái bài quản trị vốn em sẽ nói rõ này. Nên là cái set profit này thì anh chỉ có thể dời thoải mái, tuy nhiên stop loss thì tuyệt đối không dời, stop loss tuyệt đối không dời, chỉ dời stop loss là cháy tài khoản luôn đó. Ví dụ như trong cái trường hợp như ở đây, trường hợp như ở đây là em lấy ví dụ ha, anh chị nào phân tích đi, đây có một cái đáy này được chưa đó, rồi đây là cái đáy này thì mình thấy là giá nó hồi về đây, nó bật bật lên cái gì, nó hồi về đây nó bật lên này. Có thể là mình xem là ở đây là nến búa này nọ luôn này ha, nến búa này nọ, cái này bật lên, cái này nó xuống đây nó hồi về này, về tới đây là ngay cái vùng hỗ trợ này mà anh chị thấy là có nến gì đi, nến xuyên này đúng không, đây này, đây là hai cái nến này, nến xuyên này đó, cái anh chị bay vào anh chị mua, anh chị bay vào anh chị mua đó. Mình mua ngay tại đây, cái mình stop loss ở đây, cái gì nữa stop loss là gì nữa, xong rồi mình đặt set profit ở trên, tuy nhiên là giá nó giảm xuống như thế này mà mình thấy nó gần chạm stop loss rồi, cái mình sợ quá mình nâng stop loss lên thôi, cái rồi thấy nó gần chạm stop loss cái mình lại dời stop loss thôi. Cái nó gần chạm stop loss cái mình lại dời stop loss như thế này, cái này là gồng gồng lỗ là chỉ có chết thôi, đã lỗ thì xác nhận, chấp nhận mình sai và cắt lỗ ra. Còn cái set profit cái lãi thì anh chị giờ thoải mái, lãi giờ thoải mái chứ còn lỗ, cái này liên quan nhiều tới tâm lý. Qua cái bài sau thì em sẽ nói về cái cách mà mình có những cái tâm lý tốt khi mà mình giao dịch, cái tâm lý gồng lỗ rất là nguy hiểm. Nên cái cách mà đặt stop loss với set profit đó là cái kỹ năng rất là cao, rất là nghệ thuật đó, không phải giỡn đâu. Qua cái phần sau thì em sẽ nói cho anh chị cái cách mà em đã đúc kết bao nhiêu lâu nay, anh chị chỉ có áp dụng thôi, khỏi cần sẽ suy nghĩ thêm. Rồi, cứ từ từ thôi. EURUSD à. Đi mà nhìn về cái xu hướng lớn á, thì đang là giảm đó. Tuy nhiên ngay cái vùng dưới đây thì có một cái sức bật lên rất là mạnh, nếu như chúng ta nhìn về cái khung giờ ngày thì chúng ta thấy là nó bật lên mạnh như thế này, và rất là mạnh lên, và cái trend của chúng ta hiện tại á, cái trend giảm hiện tại nó lại bị phá vỡ rồi nè, thấy không, bị phá vỡ rồi nè đó, và nó đóng cửa liên tục ở trên. Thì nếu như mà chúng ta nhìn cái biểu đồ như này á, biểu đồ đường này, nhìn biểu đồ đường thì anh chị thấy rất là rõ, thấy rất là rõ là trend giảm này ha,
phá lên này, rồi quay lại test trend này và đi lên này. Rồi đó. Thì bây giờ cái mức giá nó đang rất là lưỡng lự, đang rất là lưỡng lự. Tăng cũng không 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 rõ mà giảm cũng không rõ. Là vì như ngày hôm qua em cũng nói thôi, tại đây là hai cái vùng kháng cự rất là mạnh. Đây là một vùng này và hiện tại nó đang nằm ở cái vùng này. Và hai vùng. Tuy nhiên đó là lực 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 tăng nó bị cản. Và ở dưới thì lại là có những cái bám xuống thì lại gặp trendline và gặp những cái nến như thế này đây, cho nên là hạn chế trade đồng này tại vì nó 50-50 quá ha, 50-50 quá nhưng mà không có cái vùng hỗ trợ kháng cự mà anh chị cái này em nói trên kênh rồi mà anh chị sẽ cố gắng xem mấy cái video lên kênh nhé. Vùng hỗ trợ kháng cự mạnh á là cái vùng hỗ trợ mà giá nó đi qua nhiều lần, anh chị cứ tưởng tượng giống như mỗi lần mà giá đi qua là nó được nạp thêm năng lượng vậy đó, cứ giá đi qua đó rồi quay đầu, rồi giá qua đó rồi quay đầu, qua đó quay đầu là nó nạp thêm năng lượng rất là nhiều và cái đó rất là khó để vượt qua, và khi mà vượt qua thì nó thường nó quay lại nó test. Ví dụ như là đây này ha, cái vùng này là vùng rất là cứng này. Anh chị thấy nó nạp năng lượng liên tục không? Đó, nó nạp năng lượng liên tục. Nên là nạp năng lượng này ha. Đó. 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 Đây này. Đây này. Đây này ha. Đó, đây này. Đây. Đây. Đây giảm xuống này tăng lên, cũng coi như là được một cái đáy đi. Đây. Ở cái vùng này là cái vùng cứng lắm á. Anh chị thấy là cái vùng này là vùng mạnh. Còn cái vùng này thì lại là vùng yếu này. Cái vùng này là vùng yếu này. Đây. Đây thì cũng có được 2 đỉnh, 3 đỉnh nè, 3 đỉnh. Nói chung cũng được. Nói chung cũng được. Đây là vùng yếu này, đây là vùng yếu này anh chị. Vùng này yếu này ha. Vùng này thì mạnh này. Thằng này mạnh. À, tại vì nó qua 1, 2, 3, 4. 4. Cái thằng ở đây anh chị thấy nó là cố gắng nó phá vỡ xuống thấy không? Nó phá vỡ xuống cái vùng này. Tuy nhiên là vài ngày sau nó dại dật lại liền. Cho nên cái sự phá vỡ này nếu như chúng ta nhìn về cái khung thời gian lớn hơn thì nguyên cái đoạn dài này chỉ là râu nến thôi. Nguyên cái vùng to này nó chỉ là râu nến thôi. Đó. Cho nên là vùng này vẫn chưa bị phá vỡ. Một vùng hỗ trợ rất là cứng. Còn những cái vùng mà nó cứng như thế này là mà nếu mà giá nó phá vỡ qua thì thường là nó sẽ quay lại nó test, thường nó sẽ quay lại nó test. Cái vùng này rất là cứng nha anh chị. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 nữa. Đó. Rồi, ok chưa? À, Úc Yên hả? Úc Yên. Để cái đồng đô la Úc thì dạo gần đây là nó giảm liên tục ha. Cái xu hướng của đồng đô la Úc này anh chị thấy không? À, nhắm mắt cũng thấy nó đang giảm ha. Đó, cho nên là chúng ta cứ trực chờ nó hồi lên rồi chúng ta sell thôi. Những đồng tiền yên những ngày vừa qua nó rất là mạnh, những đồng tiền yên nó lấn át toàn bộ những đồng tiền khác. Còn đồng đô la Úc thì giảm trên mọi mặt trận mà, Úc Canada giảm này, Úc Thụy Sĩ này, giảm này, Úc New Zealand, thằng này hồi lên được chút rồi lại giảm rồi này, đây là hồi lên xong rồi giảm này. Đó, rồi Úc Yên cũng giảm mà Úc đô la thì cũng giảm. Toàn bộ giảm hết ha. Rồi, anh chị ok chưa? Còn ai hỏi cái gì nữa không? Em vào bài mới.
Thì hôm qua thì chúng ta học về lý thuyết DAO, lý thuyết xu hướng này, lý thuyết xu hướng và lý thuyết ba giai đoạn. Lý thuyết ba giai đoạn là anh chị nào mà đầu tư, nếu như mà mình là một nhà đầu tư mà gọi là dài hạn đỡ mất công suy nghĩ anh chị, thì chúng ta cứ cái lý thuyết này mà chơi. Em thấy lý thuyết này mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó đã giúp em kiếm được rất là nhiều tiền đó, rất là đơn giản thôi chứ. Cứ vùng tích lũy mà mua thôi, rồi vùng quá ngưỡng bán, khỏi phải suy nghĩ gì thêm. Thì thị trường lúc nào nó cũng ba giai đoạn mà. Kiểu đầu tư Bitcoin là cứ vùng tích lũy mà mua. Nếu mà cá mập nó gom hàng mình gom theo, nếu như mà mình chịu khó ngâm vốn thì mình sẽ được lãi nhiều hơn là cái thằng nó không chịu ngâm vốn. Ví dụ như Bit nó giảm về 3.000 mấy mà mình là mua rồi, khi mà nó tăng lên đây là mình đã lãi là 40% rồi. Thì cái thằng mà nó không chịu ngâm vốn thì nó mới bắt đầu mua vào ở đây đó, nó là như vậy đó. Có tiền chịu ngâm vốn tí cũng được, tại sao cứ tích lũy mà mua. Cổ phiếu cũng như vậy, cổ phiếu chứng khoán cũng như vậy. Lũy rồi bán, đường không đâu, tích lũy rồi sao mà bán được. Nếu theo cái lý thuyết này thì tích lũy thì xong rồi thị trường nó sẽ tăng lên, tới quá ngưỡng thì họ sẽ bán. Tích lũy khác với sideways nha anh chị, tích lũy với sideways khác nhau nhé. Theo lý thuyết DAO thì giai đoạn tích lũy là cái giai đoạn mà nó nằm ở giá thấp này, xong rồi á thị trường có xu hướng nó tăng lên, rồi tới cái giai đoạn quá ngưỡng thì họ sẽ bán ra. Còn sideways á, thì đó là một cái từ gọi là cái trạng thái của thị trường thôi. Ví dụ như ở đây là chúng ta là có tích lũy ở đây, rồi có xu hướng này, rồi quá ngưỡng này, thì cái giai đoạn quá ngưỡng này cũng là sideways, giai đoạn tích lũy cũng là sideways. Được chưa? Quá ngưỡng cũng sideways mà tích lũy cũng sideways, tuy nhiên đây là quá ngưỡng. Nhiệm vụ của nhà đầu tư anh chị thích là nhà đầu tư ăn nhàn đấy, thì cứ là tích lũy mua rồi tới quá ngưỡng bán này là hết rồi. Nhà đầu họ phải suy nghĩ ra nhiều hơn. Bất động sản cũng như thế, những cái lúc mà bất động sản nó đóng băng đó, anh chị thấy là mấy năm trời mà thấy giá bất động sản nó chả ai chả đầu tư bất động sản, nó băng rồi nó giá nó đứng im, thậm chí nó còn giảm đó. Đó chính là giai đoạn tích lũy đó, có tiền anh chị nên mua ngay cái giai đoạn đó. Còn cái giai đoạn mà nhà nhà đi mua bất động sản rồi ai cũng đi mua bất động sản đó, là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn nó cao lắm rồi, thậm chí có những giai đoạn nó bong bóng là giai đoạn quá ngưỡng. Cổ phiếu cũng như thế, những cái loại cổ phiếu mà nó nằm im 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 mà lâu lâu á, nó là cổ phiếu tiềm năng nhưng mà nó cứ nằm im một cái vùng rất là lâu, thì đó chính là những cổ phiếu nó đang tích lũy đó. Còn khi mà nó đã bay cao rồi thì thôi, mình đi vào chỉ có đu đỉnh thôi. Đó, cái lý thuyết này dành cho những nhà đầu tư dài hạn, dành cho những anh chị nào mà đang làm lớn đó. Trong nhóm mình cũng có vài anh chị là làm ăn gọi là cũng có doanh nghiệp riêng rồi đúng không? Thì chúng ta không có thời gian thì chúng ta cứ tích lũy mà mua rồi cứ quá ngưỡng mà bán. Rồi học xong sóng Elliott thì chúng ta sẽ biết là cái giai đoạn nào là giai đoạn quá ngưỡng. Lũy mà xuống thì lúc đó chúng ta sẽ quay về cái bài toán quản trị rủi ro ấy. Quay về bài toán quản trị rủi ro. Mình ngâm vốn mà giá nó giảm bao nhiêu phần trăm tài sản của mình thì mình bán ra chứ, ai mà ngâm hoài được. Tại vì có những cổ phiếu là mình nghĩ là nó tích lũy nhưng mà nó xong rồi nó giảm luôn, xong rồi nó giảm luôn, đó là cổ phiếu rác, chả có cái gì để nó bật lên.
Lúc đó chúng ta sẽ bán ra, bảo toàn vốn. Ví dụ như 100 triệu mà anh chị mua cái cổ phiếu đó hết 100 triệu mà anh chị thấy là cái tổng số tiền của mình bây giờ chỉ còn là tầm là 90 thôi, không tới 100 nữa, thì chúng ta ngay lập tức chúng ta bán ra, lấy về 90 triệu. Đây là trong cái thị trường tài chính lớn như Bitcoin như thế này nè, thì cái giai đoạn tích lũy là nhìn rõ ràng là nó là thằng này đúng không, và thằng bên đây còn thị trường đi sideways, là thị trường đi sideways là những cái thị trường mà ví dụ như ở đây là sideways này, ở đây là cũng có thể xem là sideways này đó, nó đi ngang 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 như vậy, đây là sideways này. Đây sideways, nếu mà em bật coi khung 4 giờ thì anh chị sẽ thấy rất là rõ là nó đi sideways. Tức là nó cứ đi ngang 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 vậy đó. Đây nè. Đây sideways nè. Sideways nè. Ngay cái vùng cao rồi nó đi ngang ngang. Đó là sideways. Còn tích lũy là chúng ta dùng cho một cái thị trường lớn với cái tầm nhìn dài hạn. Rồi. Thì trong cái ba giai đoạn này á, trong cái ba giai đoạn này thì cái khi mà thị trường nó ở cái giai đoạn tích lũy thì người ta rất là thờ ơ. Nói chung là họ không có bận tâm nhiều về cái đó. Giống như anh chị mà thấy là những người mà đầu tư cổ phiếu á, mà hỏi họ dạo này cổ phiếu sao rồi mà họ nói thôi đừng có nhắc cổ phiếu đó, là lúc giai đoạn tích lũy đó. Đó là giai đoạn tích lũy đó, người ta rất là thờ ơ. Còn hỏi về đầu tư Bitcoin dạo này sao rồi mày, mà tụi nó nói ui giờ Bitcoin chán lắm, giá cả lèo tèo chả biết bao giờ nó mới tăng lại nữa. Đó là tích lũy. Rồi khi mà giai đoạn bước qua những cái thị bởi có giai đoạn có xu hướng thì nó tăng trưởng mạnh và người ta rất là lạc quan, rất là tự tin là giá sẽ tăng mạnh. Đó. Khi mà nó lên tới đỉnh điểm thì ai cũng hào hứng hết thôi. Tuy nhiên khi mà nó đã chuyển qua cái sườn bên kia rồi thì giá nó giảm rồi và người ta hy vọng, người ta mong chờ là nó sẽ tăng lại. Người ta rất hy vọng là giá sẽ tăng lại cái đỉnh cũ. Tuy nhiên là khi mà giá nó giảm tiếp chứ nó không tăng thì người ta bị sốc, sợ hãi, mà khi nào đã hiểu là thị trường là bắt đầu là đã giảm thực sự, chia năm chia bảy tài sản, lúc này là bắt đầu là qua lại cái giai đoạn tích lũy thì họ bị ngâm vốn rất là lâu và cuối cùng họ bán đổ bán tháo, lấy lại được cái gì thì lấy, thì đó chính là cái giai đoạn lại lại quay về tích lũy, thì là cái giai đoạn họ lại bán, nó cứ như thế thôi. Tâm lý thị trường nó còn đi theo ba giai đoạn như thế này, cổ phiếu cũng như thế. Rồi bây giờ em sẽ qua cái lý thuyết tiếp, là cái lý thuyết tương quan. Thì ông Dow này ông nói thì những cái mà cổ phiếu chung, cổ phiếu lớn của thị trường tài chính thì nó sẽ giống nhau và nó đi cái biểu đồ của nó đi khá là giống nhau ha. Đó, gọi là cổ phiếu blue chip. Thì khi mà ông đưa ra cái chỉ số là chỉ số Dow Jones này, là cái chỉ số đánh giá chung của những cổ phiếu lớn. Thì Dow Jones này thì bao gồm là ba chỉ số thuộc ba nhóm ngành khác nhau. Lúc trước cái thời ông này còn sống thì nó chỉ có hai cái nhóm ngành thôi, là nhóm ngành công nghiệp và nhóm ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên về sau thì họ thêm cái nhóm ngành dịch vụ nữa. Cái lý thuyết này nói rằng khi mà một xu hướng xuất hiện thì các chỉ số trên phải đồng pha với nhau thì xu hướng đó mới thực sự xảy ra. Đó.
Thì nếu như mà anh chị nào mà đầu tư cổ phiếu Mỹ thì có thể là tham khảo cái chỉ số này, chỉ số Dow Jones, nhóm ngành công nghiệp và ngành giao thông vận tải. Ví dụ như trong trường hợp như này ha, vì nền kinh tế Mỹ mà nó tăng thì lúc đó chúng ta thấy là cái chỉ số là ngành công nghiệp và chỉ số ngành giao thông vận tải là hai cái chỉ số này nó phải cùng tăng thì mới báo hiệu rằng là 65 loại cổ phiếu hàng đầu đó, nói chung là blue chip đó, thì sẽ tăng, toàn bộ thị trường nó sẽ tăng. Còn nếu mà hai cái chỉ số này nó cùng giảm thì sẽ báo hiệu là toàn bộ thị trường nó sẽ giảm. Còn một thằng tăng một thằng giảm thì chỉ số như vậy ấy, là cái xu hướng nó không rõ ràng, nó là như vậy. Ý là đây là trong cái quá trình đầu tư thôi, đầu tư cổ phiếu Mỹ thôi, chúng ta mới dùng hai chỉ số này. Thì chúng ta có thể phát triển thêm cái lý thuyết tương quan này qua nhiều thị trường khác. Cụ thể hơn đó là thị trường Forex, thị trường chứng khoán, thị trường Bitcoin, là chúng ta sẽ xài được hết. Thì ở đây này, ví dụ như trong chứng khoán Việt Nam thì anh chị lưu ý là hai chỉ số mà quan trọng nhất đó là chỉ số VN Index và VN30. Thì hai cái chỉ số này là đại diện cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh chị có thể là không cần phải phân tích cổ phiếu luôn, anh chị nhắm là chúng ta mua cổ phiếu blue chip, cổ phiếu đầu ngành, ví dụ như là Vinamilk chẳng hạn ha. Ví dụ như Vinamilk là cái cổ phiếu đầu ngành đi đó. Thì lúc đó là chúng ta thấy là để mà mua bán cái cổ phiếu này thì cái công việc của chúng ta là cần phải là phân tích thêm cái chỉ số là VN Index nữa. Bởi vì khi mà chúng ta phân tích cái chỉ số VN Index, cái chỉ số này mà về những cái vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, anh chị nhớ nhé, cái chỉ số này mà về những cái vùng hỗ trợ kháng cự và nó bật lên thì toàn bộ thị trường sẽ bật lên. Đó. Còn cái chỉ số này mà cái xu hướng nó đang giảm thì toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam là nó sẽ giảm. Nó đơn giản như vậy thôi anh chị. Cái chỉ số này mà nó cái xu hướng tăng và tăng rất là rõ thì anh chị cứ cứ công ty nào cũng được, nhắm mắt mua luôn cũng thắng đó. Khỏi cần phải phải phân tích cái công ty đó luôn đó. Công ty đầu ngành cứ công ty đầu ngành mà mua, những công ty lớn đó, ví dụ như FPT nữa, Hòa Phát, Thế Giới Di Động nữa, Vinamilk rồi tập đoàn Vingroup này nọ đó. Tại vì cái chỉ số này nó đại diện cho thị trường Việt Nam, cho nên là giả sử nha, giả sử nếu như cái công ty Vinamilk nó làm ăn vẫn tốt, nó chả có cái gì gọi là phốt cả đó. Nhưng mà nó đang tăng rất là đẹp, nó đang tăng rất là đẹp nhé, cổ phiếu Vinamilk nó đang tăng rất là đẹp. Tuy nhiên là cái chỉ số VN Index này mà nó lên tới cái vùng đỉnh rồi và nó quay đầu đó, thì cái công ty Vinamilk này cổ phiếu nó cũng giảm thôi. Ví dụ như ở cái vùng này là ngày 19 tháng 9 này, 19 tháng 3 này ha, 19 tháng 3 này cổ phiếu này nó chạm, cái chỉ số này nó chạm đỉnh và nó quay đầu. 19 tháng 3 đúng không? Là một là bên đây là ngày mấy? 29 tháng 7 này. Chúng ta coi thử có những cái thằng này, Vinamilk này. 19 tháng 3 chúng ta coi nó có quay đầu không? 15, 19 tháng 3 rồi. Đây 19 tháng 3 này. Đó. Thì thằng bên kia là nó đi lên và nó quay đầu, còn thằng nó quay đầu thành giảm. 19 tháng 3 lên và quay đầu thành giảm đúng không? Thì cổ phiếu Vinamilk ngay cái thời điểm này nó cũng giảm. Thời điểm này nó cũng giảm. Còn bên đây thì bao nhiêu? Bên đây là 29 tháng 7 này. 29 tháng 7 là cái chỉ số này nó tới đây và nó quay đầu. Trend tăng bị phá vỡ và thành giảm. 29 tháng 7 đúng không? Chúng ta qua nó coi Vinamilk thì 29 tháng 7 này anh chị thấy không? Thì nó vẫn là giảm. Và những cái cổ phiếu lớn trên thị trường nó cũng vậy. Đó, nó cũng sẽ đồng pha với nhau. Nó cũng sẽ tương quan với nhau. Nên cái chỉ số VN Index đó là nó nói lên là toàn bộ cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó đi theo cái chỉ số này.
chỉ số này mà về kháng cự hỗ trợ và quay đầu hay là chân tăng giảm gì đó thì những cổ phiếu đầu ngành thì nó cũng sẽ đi theo. Thứ hai là anh chị có thể áp dụng cái lý thuyết tương quan này vào các nhóm ngành giống nhau. Ví dụ như nhóm ngành xây dựng đi. Nhóm ngành xây dựng. Thì giả sử như anh chị thấy là có là khoảng là Việt Nam là có khoảng là 5 cái công ty xây dựng lớn cổ phiếu trên sàn giao dịch. Mà anh chị thấy là có 3 cái công ty là giá nó tăng mạnh rồi. Mà 2 cái công ty kia thì nó giá nó vẫn chưa tăng. Thì anh chị có thể mua công ty kia. Tại vì thế nào nó cũng tăng thôi. Thế nào nó cũng tăng. Còn ngược lại ha. Giả sử như là 4 công ty là giá giảm rồi. 4 công ty xây dựng là giá nó giảm rồi, nhưng mà cái công ty của mình đó, đang đầu tư thì hiện tại nó vẫn còn đang làm ăn rất là ngon, chưa có dấu hiệu gì gọi là quay đầu cả. Tuy nhiên 4 thằng xây dựng kia nó giảm rồi thì cái thằng công ty mình đầu tư thế nào nó cũng giảm thôi, nên tốt nhất đó là mình bán nó trước đi. Tại vì tất cả những cái này nó tương quan với nhau, chung một nhóm ngành xây dựng là cái biểu đồ của nó sẽ đi giống nhau. Bên thị trường tiền điện tử này thì anh chị lưu ý là những cái thằng coin top á, những con top thì nó sẽ đồng pha với nhau. Anh chị thấy sẽ thấy là toàn bộ thị trường nó tăng và toàn bộ thị trường nó giảm là vì vậy đó, nó đi chung với nhau. Đó. Tại vì cái lý thuyết này nó như vậy đó, tự nhiên nó như vậy. Hoặc là những cái đồng coin mà giống nhau về nền tảng thì cái biểu đồ nó sẽ đi giống nhau. Giống như ở bên cái thị trường Bitcoin là anh chị thấy là có cái thằng thằng Ripple, thằng XRP với thằng Stellar là hai cái thằng đó nó chung nền tảng với nhau, cùng làm về cái ngành ngân hàng. Cho nên là mỗi lần mà anh chị thấy nếu mà thằng Ripple mà tăng thằng Stellar nó sẽ tăng theo, mà Ripple giảm thì Stellar nó sẽ giảm, nó là như vậy đó. Còn những cái đồng coin cùng nền tảng ví dụ như là Ethereum này, Neo này, EOS này, Cardano, nó Tron, những thằng đó thì nó sẽ chung những cái nền tảng ví dụ như về smart contract, thì thường là nó sẽ cùng tăng cùng giảm. Nếu mà có tin tốt gì về mạng smart contract thì tất cả những thằng đó cùng tăng. Cho nên là chúng ta biết như vậy mà khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta nên lựa chọn. Và ví dụ như là anh chị chọn cái nhóm ngành xây dựng để anh chị đầu tư thì anh chị nên chọn một hoặc hai công ty lớn nhất của cái ngành xây dựng mà anh chị đầu tư thôi. À, không nên đầu tư nhiều. Anh chị nắm được không? Ví dụ như nhóm ngành ngân hàng ha, ngân hàng thì có nhiều ngân hàng. Cái nguyên tắc đầu tư là không bỏ trứng vào một rổ đúng không? Nguyên tắc đầu tư là không bỏ trứng vào một rổ. Mà anh chị bảo là mình mua cổ phiếu của Vietcombank là một này, cổ phiếu của BIDV là hai, cổ phiếu của Techcombank là ba. Mình đâu có bỏ trứng vào một rổ đâu. Đó. Mình mua thêm của Sacombank nữa. Tại vì mình thấy đồ thị nó đều tăng rất là đẹp. Đó, mình đâu bỏ trứng vào một rổ đâu. Tuy nhiên tất cả những cái đó đều là một rổ, rổ ngân hàng. Cho nên là anh chị lưu ý khi mà anh chị phân bổ cái nguồn cái danh mục đầu tư của mình thì lưu ý là cái lý thuyết tương quan này. Khi mà nó cùng tăng thì anh chị sẽ ăn được rất là nhiều đó. Tuy nhiên nó cùng nhau giảm, nó cùng nhau nắm tay đi xuống thì mình sẽ lỗ rồi nè. Đầu tư Bitcoin hay đầu tư cái gì cũng vậy. Đầu tư Bitcoin thì những cái đồng coin cùng nền tảng thì mình lấy đó. Mình chọn một thằng đó, thằng nào mà được đánh giá cao hơn mình chọn. Mức giá đẹp mình chọn đó. Còn hai cái đó anh chị ok chưa? Trong thị trường chứng khoán và trong thị trường crypto là anh chị ok chưa? Để em nói qua cái thị trường forex thôi. Hai cái bên này anh chị ok chưa? Bên thị trường forex thì chúng ta sẽ dùng cái lý thuyết tương quan này để chúng ta tìm kèo, chúng ta trade.
Và nếu ai mà vận dụng tốt lý thuyết tương quan đó, thì tìm kèo rất là nhanh và rất là dễ thôi. Nhờ ở đây là anh chị thấy này, đồng đô la Úc này, đồng đô la Úc, đây là anh chị thấy gì? Úc Canada, Úc Thụy Sĩ ha, New Zealand này ha, đây, tất cả những thằng này đều giảm. Và tất cả những thằng này cái đồng tiền định giá của nó thì khác nhau, nhưng đồng tiền ít giá là giống nhau. Ví dụ như ở trong cái trường hợp này anh chị thấy là đô la Úc Canada này là nó đang giảm mà mình bán ra, rồi Úc Thụy Sĩ biểu đồ đẹp mình cũng bán luôn đó, Úc New Zealand mình cũng bán luôn. Nếu mà mình như vậy thì mình sẽ vi phạm một cái nguyên tắc gọi là lý thuyết tương quan rồi. Lúc yên mình cũng bán. Vậy rủi ro nhất á, là khi mà tất cả những thằng này á, nó cùng tăng đồng đô la Úc này. Nãy giờ mình bán đúng không? Mình bán 4 kèo đô la Úc. Tuy nhiên là nếu như mà đất nước Úc có tin tức gì đó tốt làm cho đồng đô la Úc này nó tăng lên thì 4 cái kèo mình vừa mới bán là nó dính stop loss hết. Rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta hạn chế là mua chung hoặc là bán chung những kèo liên quan đến thằng đô la Úc này, những thằng khác như vậy, euro cũng như vậy, euro cũng như vậy. Còn cái trường hợp giả sử như là đô la Úc này, Úc đô la chúng ta bán thì những cái khác thì vẫn vẫn không sao, những cái khác vẫn không sao. Ví dụ như trong trường hợp này Úc đô la này đó, chúng ta sell này ha. Còn cái trường hợp mà euro đô la này đi, EU này, chúng ta bán à, chúng ta sell đúng không, chúng ta mua, chúng ta buy, bên này là sell này. Thì nó chả sao cả, nó chả sao cả. Và giả sử như cái thằng đô la nó đứng im đi, thằng đô la nó đứng im nó không thay đổi thì hai thằng Úc với thằng Euro này chả liên quan gì nhau cả, cho nên là chúng ta vẫn buy sell được mà không sao. Điều này chị ok không? Nếu U thay đổi nha, nếu U thay đổi thì mình sẽ xem cái biểu đồ lại, xem cái biểu đồ lại. Ví dụ như trong cái trường hợp là đô la yên là đi, đô la Canada, UC đi, đô la Canada với đô la yên, thì hai cái này là đồng tiền định giá nó khác nhau, thằng này là Canada và thằng này là yên. Mà mình mà sell, mình mà mua đô la, mà trong cái trường hợp này là mình lại bán cái thằng này, thì lúc đó là mâu thuẫn. Ngay trong cái lệnh mình đã đặt bán thì nó đã mâu thuẫn rồi. Ok không? Đô la Canada này mà mình mua, còn đô la yên thì mình lại bán, cùng một thằng đô la mà mình lúc mua lúc bán thì không được. Mâu thuẫn. Chỗ này hả? Chỗ này mà nếu như mà đô la Úc với đô la yên, đô la Úc với euro này mà nó đứng im thì anh mua bán làm gì? Đứng im là cái biểu đồ nó đang sideways mà. Nếu nó đứng im thì cái biểu đồ đang sideways rồi còn gì? Mình làm gì có cái kèo đó. Ok không?
Rồi cái tìm kèo bằng cái lý thuyết tương quan thì rất là dễ thôi. Ở đây nè, ở đây thì chúng ta có là cái cặp tiền nó như thế này ha. Em cho là cặp là em cho là cặp là x và y đi, x trên y, thì trong trường hợp này là Úc trên Yên hả, x trên y như này. Đó, thì cái việc đầu tiên anh chị phải xem á, là cái xu hướng của thằng x là như thế nào, đó là việc số 1. Còn việc số 2 là anh chị xem coi là cái xu hướng của thằng y là như thế nào, được chưa? Thì ở đây này, trong cái trường hợp như này, em lấy ví dụ qua, em lấy ví dụ em hỏi anh chị nha, em hỏi anh chị nha, giả sử như cái thằng x này nó ra đi xuống mà cái thằng y này đứng im, thì mình nên bán hay nên mua? Thằng x này nó đang đi xuống mà thằng y này đứng im thì mình nên bán hay nên mua? À đúng rồi, ok ha. Rồi cái trường hợp thứ hai ha, giả sử như cái thằng x này nó đứng im mà cái thằng y này nó tăng thì mình nên bán hay nên mua? X nó đứng im mà y nó tăng thì mình nên bán hay nên mua? Bán, đúng rồi, bán chuẩn. Vậy thì cái kèo bán mà tốt nhất là cái kèo nào anh chị? Cái kèo bán tốt nhất là cái kèo nào? X giảm và y tăng, chuẩn ha. X giảm và y tăng là cái kèo tốt nhất. Cho nên là giả sử như anh chị là nhìn vào cái đồng đô la Úc này, Úc Canada này, anh chị thấy nó đang giảm đúng không? Úc Yên nó đang giảm, đủ Úc Thụy Sĩ đang giảm này, Úc New Zealand thì nó giảm nhưng mà nó lại tăng, vừa giảm vừa tăng nên là kèo này không mạnh lắm ha. Úc Yên là nó giảm, được chưa? Úc Yên nó giảm, Úc đô la nó cũng giảm. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cái thằng thằng Úc đó nó đang giảm, thằng Úc nó đang giảm. Vậy thì cái việc chúng ta cần tìm bây giờ, cái việc chúng ta cần tìm bây giờ hồi nãy là thằng x với thằng y đó, thằng x thì đang giảm rồi đó, là chúng ta cứ nhìn vào để chúng ta bán thôi. Còn bây giờ chúng ta cần tìm cái thằng mà đứng sau thằng thằng, thằng Úc này này, đó là thằng Canada, thằng Thụy Sĩ, thằng New Zealand, thằng Yên, thằng đô la, thằng đó. Một là Canada này, hai là Thụy Sĩ này, ba là New Zealand này, bốn Yên và năm là đô la. Trong năm thằng này, thằng nào tăng mạnh nhất, thằng nào tăng mạnh nhất thì chúng ta sẽ chọn cái cặp đó. Anh chị hiểu không? Anh chị nắm được vấn đề không ạ? À? Thằng nào tăng mạnh nhất thì chúng ta sẽ chọn cái cặp đó. Ví dụ như thằng đô la đi, chúng ta xem coi thằng đô la này có tăng mạnh không nhé. Thì thử coi đô la Thụy Sĩ này, nó đang giảm này, vậy thì thằng này không tăng mạnh. Đô la Yên nó đang giảm, vậy là thằng đô la này không mạnh, thằng đô la này không mạnh. Rồi tìm thằng khác coi, tìm thằng thằng Yên này đi, thằng Yên này đi ha. Canada thì Yên coi là có giảm không. Canada thì Yên giảm này thì tức là đồng Yên đang mạnh chứ gì. Canada thì Yên nó giảm này ha, thì đồng Yên đang mạnh đó. Thụy Sĩ thì Yên này cũng là xu hướng giảm này ha. Euro yên cũng giảm ha. Bảng Anh trên yên, bảng Anh trên yên cũng giảm. Rồi New Zealand trên yên đi, cũng giảm. Vậy suy ra cái đồng yên nó đang rất là mạnh, đồng yên đang tăng mạnh. Cho nên là cái kèo Úc và yên cộng với cái kèo đô la và yên này, hai cái kèo này cùng là bán đô la Úc, hai kèo này cùng là bán đô la Úc. Tuy nhiên mình sẽ chọn cái kèo đô la Úc Yên này để mình bán. Thì chỉ có bán ra là win thôi, khỏi cần phải suy nghĩ thêm, cứ bán là gọi là win. Tại vì một thằng nó đang giảm còn thằng kia lại tăng mà, nên cái đồ thị thế nào nó cũng giảm, và giảm rất là mạnh.
Đó là lý thuyết tương quan. Chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta sell thôi cũng win được. Đó là chúng ta, tức là chúng ta chưa phân tích gì cả nhé. Tức là em chưa phân tích biểu đồ gì cả. Nãy giờ là chưa phân tích biểu đồ gì, kháng cự hỗ trợ trên line nến các kiểu, em chưa phân tích gì hết nha. Em mới chỉ là thằng Úc nó đang giảm thì em nhìn được cái việc bán, mà còn thằng Yên nó đang tăng. Mà cái tỷ lệ bây giờ là tỷ lệ Úc Yên. Chưa làm gì đã là thắng là hơn 50% rồi. Tức là mới chọn kèo không mà đã là tỷ lệ thành công là cao như vậy. Xuống ít y nhìn là thấy rồi mà, như thằng này là đang giảm hay đang tăng. Xuống ít y này, đây là ít này, nhìn thằng này em thấy đang giảm hay đang tăng. Đó, như vậy là còn hỏi gì nữa? Nhìn mắt là thấy luôn. Còn nếu mà mình nhìn mắt mà mình vẫn chưa thấy thì mình kẻ con đường ra. Đó, hiện tại đang chuối xuống này, đang giảm. Còn những thằng khác còn tương tự với thằng euro đi, euro nó cũng đang giảm này, ở xu hướng nó đang giảm mới đang tăng mà giờ còn hỏi nữa chưa. Học lại rồi. Y là thằng yên đó. Cái nãy giờ em nói rồi. Mọi người hiểu không ạ? Em mong lung chỗ nào? Em mới đi đâu về hả? Anh mới đi đâu về à? Thì tất cả những gì chúng ta cần làm đó là, tất cả những gì chúng ta làm là chúng ta sẽ lấy cái cặp tiền ra ít trên y. Anh chơi chọn kèo mua thì sao? Chọn kèo mua là chúng ta tìm những cái thằng mà nó tăng, ít là nó tăng à, theo lý thuyết tương quan là nó sẽ tăng so với những cặp khác. Nó sẽ tăng so với những cặp khác. Ví dụ như ở trong này có là 1, 2, 3, 4, 5. Và anh chị chỉ cần tìm là 3 trên 5 thôi. 3 trên 5 mà nó tăng hơn những thằng khác là thế là ok rồi. Là chúng ta cho rằng cái thằng X này nó tăng, xuống nó tăng. Vậy thì mình sẽ tìm cái thằng Y nào đó mà nó đang giảm. Cũng xem luôn. Chúng ta thấy là ví dụ Úc này chúng ta thấy là nó đang tăng. Úc là chúng ta thấy cái xu hướng tổng quát là so với những cặp tiền khác là Úc nó đang tăng. Đó. Còn New Zealand đi, so với những cặp tiền khác thì nó đang giảm. Thì chúng ta sẽ chọn là cái cặp là Úc New Zealand để chúng ta trade bằng cái lệnh mà mua. Cứ buy thôi là win rồi đó. Họ cần phải suy nghĩ thêm luôn đó. Đó. Bây giờ chúng ta tối ưu lệnh là chúng ta vào là chúng ta cài kháng cự hỗ trợ trên line ra để chúng ta stop loss chất rồi fit cho nó chuẩn thôi. Thì ở bên cái thị trường mà forex này á thì cái vốn hóa nó lớn, thanh khoản tốt và cái cách chọn kèo nó cũng dễ nữa, mà có rất là nhiều kèo để cho chúng ta chơi. Cho nên em rất là thích chơi forex là vì vậy. Còn giả sử như chơi chỉ số hoặc là chơi vàng gì đó, rất là ít kèo. Chơi vàng là rất là ít kèo. Có cái biểu đồ vàng thì nó cứ lặp đi lặp lại. Hoặc là chơi chỉ số thì mình sẽ chờ rất là mệt. Còn đây là nó có cả trăm cặp như thế này. Và thêm nữa là mình ứng dụng được cái lý thuyết tương quan nữa, để mình tìm kèo nữa. Nên khả năng thành công cao. Thì anh chị chơi cái nào thì cũng được thôi. Cái mục đích cuối cùng là mình có tiền là thành công. Chứ còn là mình chơi cái gì cũng được.
Em không trade stock à? Em không trade stock. Em nói rồi, em chỉ có nói với anh chị những cái gì mà em đã làm được thôi. Stock thì nó không có dùng lý thuyết tương quan này được. Tại vì stock nó chỉ có một cái biểu đồ thôi mà. Nó không có nhiều biểu đồ như thế này để chúng ta chơi được. Đó, cho nên là chúng ta dùng, nếu mà chơi stock thì chúng ta dùng những cái lý thuyết căn bản thôi. Kháng chữ hỗ trợ trên like gì nó ra. Những cái căn bản giống như chơi Bitcoin vậy đó. Đúng, hoặc chơi vàng vậy đó. Vàng thì nó có mỗi cái biểu đồ thôi chứ mấy. Nó đâu có nhiều cái cặp tiền như là bên này để chúng ta xem đâu. Chúng ta không nhìn thấy được cái sự tương quan gì cả. Nó khó hơn. Nó ít kèo hơn. Ví dụ như chơi vàng thôi, thị trường vàng ví dụ như giờ ở đây. Giờ đang nằm trên đây. Đó. Thì cái xu hướng lớn này là tăng thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ mua rồi đó. Nếu mà thấy giá cao quá, ảo quá thì thôi, chúng ta sẽ chờ nó hồi về rồi chúng ta mua. Là hết, à, hết kèo. Nó vàng vậy thôi, hết kèo đó. Còn bên thị trường Forex này, anh chị coi này. Mà không thích chơi đồng đô la Úc thì chúng ta qua cái Canada. Không thì Thụy Sĩ, không thì Euro. Bảng Anh này. Nó loạn như thế này mà. Đây là những cặp tiền chính và tiền chéo nữa. Không, anh chị thích là anh chị chơi những cái đồng như đồng nhân dân tệ Trung Quốc này, Hồng Kông này, Mexico, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam luôn. Nó có rất là nhiều đồng tiền để chúng ta chơi. Và chúng ta sẽ nhìn được cái sự tương quan. Nó nói là như vậy. Nó nói là như vậy đó. Chúng ta chọn được kèo xong là cái khả năng thành công mình là cao rồi. Nên chọn một cặp để chơi hay là tận dụng hết các cặp tiền? Thì nếu như mà lúc đầu chưa quen á, thì anh nên chọn một cặp thôi để anh làm quen với nó. Còn về sau thì anh sẽ vận dụng hết luôn. Nói anh ví dụ như trong tất cả những này em chơi hết mà. Cặp nào có kèo đẹp thì em sẽ chơi cặp đó. Mình chưa quen thì mình chọn một cặp mình chơi cho quen đã, có cảm giác đó. Vàng có chứ, vàng em vẫn chơi như thường mà. Những cái vùng giá đẹp thì em vẫn cứ mua, sao em để nó thôi. Tại vàng nó có ít kèo lắm à, trừ phi mà mình đánh ngắn hạn thôi. Ngắn hạn thì bên nào chẳng có nhiều kèo. Chứ còn nếu mà đánh dài hạn thì nó chỉ như thế này thôi, xong rồi này. Hoặc là Bitcoin. Hoặc là Bitcoin như này. Thời gian vừa qua thì nếu mà chúng ta tin ý thì giá nó giảm như này này. Có cái xu hướng bị phá vỡ này, xuống hồi này không? Xuống hồi bị phá vỡ này. Và đây là cái thứ hai, cái vùng là vùng hỗ trợ này. Hỗ trợ như này, một là hai này, và giá nó bật lên này. Còn xu hướng lớn của chúng ta là vẫn là như thế này, đây là xu hướng lớn đó. Mà xu hướng hồi bị phá vỡ, xu hướng lớn thì mua vào, mua ở đây này đó, stop loss dưới dưới hai cái thằng râu này luôn. Đó, chất được phía trên đây cũng tỷ lệ là được 1.98 à. Nếu mà hết cái rau nến này chắc được 2 luôn. Tỷ lệ 1.2. Đây. À, thì chúng ta trade Bitcoin thì cũng dễ thôi. Rồi ở đây này, ví dụ mình mua ở đây đúng không? Giá nó giảm về đây á. À, thì mình mất đâu đó là tầm là 3% tài khoản. Ví dụ như vốn 100 triệu thì biết nó giảm về đây thì mình sẽ mất đâu đó khoảng 3 triệu. Còn nó tăng đây mình 6 triệu. Mà xong, kèo nó rất là ít ha. Kèo nó chỉ vậy thôi, hết rồi đó. Mình phân bổ nguồn vốn cho hợp lý đó. Vì trong cái trường hợp này mặc dù anh chị thấy nè, giá Bitcoin nó thì từ đây,
từ đây mà nó giảm về đây thì nó giảm 10%, Bitcoin giảm 10%. Nhưng mà nó giảm 10% là cái chuyện của nó. Còn tài khoản của mình thì nó chỉ được phép giảm 3% thôi. Mình có 100 triệu, mình mua hết 100 triệu thì nó giảm 10% thì tài khoản của mình cũng giảm 10%. À, tuy nhiên là nếu như mà mình có 100 triệu mà mình chỉ mua 30 triệu thôi thì nó giảm 10% thì mình chỉ có giảm là 3 triệu thôi. Đó, đó là liên quan tới quản trị vốn. Có bao nhiêu đập bấy nhiêu thì quản trị vốn nào được. Mình tăng lên đây mình lại 6%. Ở trong vòng 10 ngày mình là lại 6% rồi. Bằng gửi ngân hàng cả năm rồi. Gửi ngân hàng là thất bại, em nói. Anh chị nào mà có tiền thì hạn chế gửi ngân hàng nhé. Học em xong rồi đừng có gửi ngân hàng. Ít nhất thì anh chị nên là em nghĩ anh chị tốt nhất là anh chị đi mua đất đi. Nếu mà có tiền nhắm rỗi. Cứ mình không có tiền nhiều thì mình mua mua lô nhỏ. Mình có tiền thì mình mua lô to. Đừng có để ngân hàng. Anh chị đưa tiền cho mấy ngân hàng đem đầu nó đi đầu tư rồi thấy không? Mấy ngân hàng đi đầu tư Bitcoin này. Nó ví dụ như mình gửi cho nó 1 tỷ đi. Nó đầu tư Bitcoin là nó mua ở đây. Mà bây giờ là nó là lãi bao nhiêu phần trăm rồi? Nó lãi là 211% trong vòng là 4 tháng. Trong vòng 4 tháng 211%. Rồi vậy thì nó trả lại cho mình là 6% một năm. Nó trả lại cho mình 6% một năm. Vậy suy ra 4 tháng thì nó trả lại cho mình 4 tháng thôi, chưa được một năm đâu. Vậy thì 4 tháng thì sẽ trả lại là bao nhiêu là 0,54, 2% một năm, 2% trong vòng 6 tháng. 4 tháng được 2% à. Đó, nó lại là 211% này. Nó trả cho mình 2%. Nó lại bao nhiêu? Nó lại là 209%. Đó. Thấy không? 4 tháng thì 6% một năm thì 4 tháng là 2% chứ mấy. Đó. Thì nó lại 211% thì nó trả cho mình là 2%, còn lại nó lại là 209%. Đó, cho nên mình đưa tiền cho ngân hàng là mình gọi là mình đưa tiền cho họ đầu tư xong rồi họ nói là như vậy. Vàng à? Vàng có gì đâu mà thất thường. Do anh chị trai anh chị nhìn cái khung nhỏ nên nó mới thất thường chứ. Nhìn cái khung lớn thì có gì đâu thất thường. Anh chị thấy cái biểu đồ nó tăng đẹp không? Nó cũng bình thường thôi mà có gì đâu thất thường đâu. Cái giai đoạn sideways này, đi ngang này. Còn giai đoạn này giai đoạn kênh giá này. Thì em nói là những cái giai đoạn kênh giá này thì nó mà phá lên hay phá xuống là nó sẽ đi theo một cái hướng rất là mạnh. Thì cái vấn đề ở đây là nằm ở quản trị vốn thôi, nằm quản trị vốn. Mình thấy giá nó giật 1-2 ngàn pip mình sợ, nhưng mà mình cứ quản trị vốn theo 1-2 ngàn pip thì mọi chuyện nó sẽ trở nên đơn giản đấy. Đúng rồi. Đưa tiền cho ngân hàng là nhà nghèo, cho nhà giàu mình tiền đầu tư mà rất chính xác. Rồi cái lý thuyết tương quan nó chị nắm được chưa? Ok rồi đúng không? Lần sau rồi cứ như vậy mà phân tích cao nhé. Anh chị chọn được cái kèo xong rồi là mình mới là chuyển qua mình mới chuyển qua là mình mua và mua bán theo những cái phương pháp mà em nói.
Chơi ngắn hạn thì anh chỉ chọn khung 5 phút mà chơi đó nhanh. Qua bài qua buổi số 5 này em sẽ nói một chút về chơi ngắn hạn cho anh chị là thích. Anh thích chơi ngắn hạn thì qua buổi số 5 này. Một ngày chúng ta kiếm vài phần trăm thì chúng ta nghỉ. Kiểu kiểu như chúng ta dùng thời gian nó đổi lấy tiền đó mà. Bỏ thời gian ra để lấy vài phần trăm. Trên ngắn hạn thì anh chị cũng tuân thủ quản trị vốn y chang như là quản trị vốn y chang như là chơi dài hạn vậy đó. Cũng là tầm 2%. Rồi chúng ta qua cái lý thuyết số 4. Lý thuyết số 4 là nói là giá cả phản ánh tất cả các hành động trên thị trường. Những cái thông tin như là tăng trưởng GDP ha, lạm phát, lãi suất này, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tin tức trên các sàn giao dịch này, tâm lý của nhà đầu tư, nói chung là tất cả những cái thứ này nó phản ánh hết vào giá. Ví dụ như cái biểu đồ mà theo tháng này đi ha, là khi mà những cái tháng này là nó tăng tăng tăng, nhìn như thế này thì chúng ta phải sẽ biết là cái công ty nó làm ăn có lãi trong những tháng này. Bên đây có một cái đỉnh đúng không? Giá tăng lên tới cái vùng đỉnh nào đó rồi quay đầu xuống này, quay đầu xuống, quay đầu xuống đây là cái nến nhấn chìm nữa, qua đây là những cái nến xác nhận cho sự nhấn chìm này. Thì chúng ta biết gì, nhìn đây chúng ta đã biết là mức giá cổ phiếu của công ty này nó đã cái ngưỡng là 100 đô là cao lắm rồi, không thể nào vượt qua khỏi cái 100 đô này. Mà giá cổ phiếu thì phản ánh giá trị của công ty ấy. Cho nên cái công ty này cái giá trị cao của nó đạt được rồi, nó không thể vượt hơn. Và bên đây là nó giảm xuống một mạch như này. Thì chúng ta biết là cái công ty đang ở trên giai đoạn khó khăn, giai đoạn khó khăn. Nó là như vậy. Thì tất cả những cái tin tức khác, ví dụ như mình đầu tư cổ phiếu hay là đầu tư forex gì đó, thì giá cả trên đồ thị nó thể hiện hết về những cái điều trên thị trường. Ví dụ như anh chị đầu tư Bitcoin thì cái giai đoạn mà giá tăng như thế này, giai đoạn giá tăng này thì tin tức tốt rất là nhiều, mình khỏi cần nhìn, mình khỏi cần đọc tin tức, và mình khỏi cần đọc tin tức thì mình vẫn biết rằng cái giai đoạn này chính là tin tức tốt rất là nhiều. Nên chị cứ lật báo chí anh chị đọc thử, những cái giai đoạn này chính là giai đoạn tin tức tốt nó đưa ra rất là nhiều, giá tăng rất là nhiều. Nó là như vậy. Còn giai đoạn này là giai đoạn giá giảm sinh xấu rất là nhiều này. Còn giai đoạn đi ngang là thị trường rất là ảm đạm luôn. Đọc báo chí trong những cái vùng này mình thấy tin xấu nhiều. Nó là như vậy, tự nhiên nó như vậy luôn. Nếu cái ông mà lý thuyết ông Schottisdale này, khi mà ông nghiên cứu về cái lý thuyết giá cả này, ông thấy là giá cả nó phản ánh hết. Cho nên là nếu như mà anh chị nào mà không có thời gian, không có thời gian để đọc tin tức, mà mình muốn mình đầu tư vẫn tốt, thì cái lý thuyết số 4 này nó giúp anh chị rất là nhiều. Không cần đọc tin, tại vì tất cả nó đều thể hiện trên biểu đồ rồi. Anh chị chỉ cần biểu đồ tốt thôi là tin tức nó nằm trên biểu đồ rồi, khỏi cần phải đọc tin. Và nó là như vậy đó. Thì ví dụ như trong cái biểu đồ Bitcoin này. Biểu đồ Bitcoin này, anh chị thấy là những cái vùng đỉnh và đáy như vừa em nói. Ví dụ như đây là cuối tháng 1 đầu tháng 2 này, rơi về vùng đáy này. Đây là cuối tháng 2 đầu tháng 3 này, vùng đỉnh này. Thì những cái vùng này
cuối tháng 3 đầu tháng 4 này. Đấy này. Rồi đỉnh này, cuối tháng 4 đầu tháng 5. Thì những cái này nó nói lên rằng giá cả này nó phản ánh luôn. Nó phản ánh luôn đó là những vùng đáy, vùng đỉnh chính là những cái vùng mà cá mập nó sẽ mua và bán ở đầu tháng và cuối tháng. Vì rồi nó nói luôn như vậy. Còn cái vùng mà trên nhất ngựa đây đây này thì tin tức tốt là tràn ngập thị trường. Giá cả nó phản ánh hết. Trade vàng cũng như vậy. Hoặc là anh chị nào mà trade trade hàng hóa như cà phê rồi đó. Cà phê rồi đó là khi mà giá cả nó lao dốc xuống thì mình biết là giá cả cà phê trên thị trường là thất thu này nọ. Có thể là bị mất mùa này nọ. Cho nên là như em nói rồi, mình mà đọc tin tức là mình luôn luôn là người đi sau, nhưng mà mình đọc biểu đồ tốt thì mình sẽ đi chung với người ta. Đôi khi biểu đồ nó sẽ là làm cho anh chị bị lỗ bởi những cái râu nến như thế này. Tin tức nó sẽ có râu nến nó giật phá stop loss của mình, cho nên là mình sẽ quản trị vốn thật là tốt vào. Tại vì sẽ có những cái lúc mà anh chị thấy rằng có những cái lúc anh chị thấy là mọi cái sự phân tích của mình nó đều đúng hết mà mình vẫn bị lỗ. Đó là chúng ta biết là những lúc đó là chúng ta lỗ mà không biết lỗ vì sao đó. Lỗ mà không biết lỗ vì sao đó, thì những cái đó là mình vẫn phân tích chuẩn, mình vẫn phân tích chuẩn mà mình vẫn lỗ do tin tức này nọ, thì cái đó không không trách được rồi, không trách được. Bó tay à. Thì lâu lâu lỗ phát mình trả sao, mình ăn thị trường nhiều thì mình trả lại với thị trường một vài lệ nữa sao đâu. À, ví dụ như trong cái trường hợp này, đây này, ví dụ như cái xu hướng mình phân tích là cái xu hướng giảm như thế này đó, và sau đó là tạo thành cái nến gọi là nến nhánh chìm tăng như thế này ha. Nến nhánh chìm tăng là rất là tốt này. Đó, và ngay đây thì chúng ta có gì nữa, nó có một cái vùng hỗ trợ như thế này. Và khi mà giá giảm xuống đây là tạo thành cái đường trắng, là tạo thành kháng cự rồi, và gặp nhánh chìm giảm thì rất là tốt rồi, nhánh chìm tăng ấy rất là tốt, và giá nó quay quay lên lại và nó phá luôn cái đường trên line này, nằm trên đây là thấy thành công rồi này. Đây là mình biết là đây là chính là đáy rồi, đây chính là đáy đó. Và cái xu hướng giảm này giá đóng cửa liên tục trên đây là cái xu hướng giảm là kết thúc rồi. Vấn đề chỉ cần là vượt qua khỏi cái đường trắng này nữa thôi là xuống uptrend nó sẽ hình thành. À, vào đây đó, nó vượt qua đây ha, vượt qua đây thì khi đó thì chúng ta canh là chúng ta mua ở những cái cây nến này. Thì chúng ta mua ở đâu, chúng ta mua ở đây, giả sử như ta mua ở đây ha. Rồi chúng ta đặt stop loss ở dưới đây này. Đặt stop loss an toàn nhất rồi, gì nữa đây này, stop loss rất an toàn. À, mua ở đây stop loss dưới đây rồi. Tuy nhiên là gặp cái thằng này râu nến như này, này nó phá stop loss của mình bởi tin tức đó. Bỗng nhiên là tin tức xấu gì đó giảm xuống xong lại giật lên. Những cái lúc như thế này thì chúng ta bó tay ha. Đây là những này là thực sự bó tay á, dù mình phân tích rất là chuẩn rồi nhưng mà nó vẫn lỗ thì thôi. Cho nên là mới có một cái gọi là mình đừng có quá tin tưởng vào tín hiệu mà mình đặt lót lớn. Và một kèo mà có đẹp đến mấy chăng nữa, tín hiệu nó có đẹp đến mấy chăng nữa, mình phân tích kỹ và mình nghĩ là nó không thể thua luôn, nhưng mà nó vẫn thua như thường, vẫn thua như thường, những cái như thế này nó thua như thường. Và nếu mà mình bị thua cái kiểu này á, thì lần sau mình vẫn phân tích cái cách cũ nha anh chị. Cái cách phân tích cũ nó không có sai, lâu lâu nó vẫn thua nhưng mà nó không có sai đâu, anh chị sẽ thắng những cái lệnh khác ngay mà. Nó là như vậy. Lần sau chúng ta cũng tiếp tục phân tích kiểu đó, mình phải tin tuyệt đối 100% vào cái phương pháp của mình. Đúng rồi, tốt nhất là chúng ta nên chờ cho có
nên xác nhận nữa. Cho nên là nếu mà anh chị đọc biểu đồ tốt thì không cần đọc tiếp, bởi vì giá cả nó là phản ánh tất cả. Là lý thuyết này rất là dễ, lý thuyết là chỉ như vậy thôi, anh chúng ta lưu ý như vậy là được. Anh chỗ này anh chị ok chưa? Tiếp theo à, chúng ta sẽ qua cái lý thuyết là lý thuyết về khối lượng giao dịch. Cái lý thuyết này đó, lý thuyết này thì anh chị nên hạn chế là sử dụng khối lượng giao dịch trong forex. Thì em thì không có sử dụng trong forex, nhưng mà trong thị trường chứng khoán và thị trường Bitcoin thì em dùng rất là nhiều. Nó dùng dùng nhiều, hơi bị nhiều luôn á. Thì cái lý thuyết này nói như thế này: khi mà một xu hướng xảy ra thì cái thằng khối lượng volume nó phải xác nhận cho cái xu hướng đó, thì cái xu hướng đó mới thực sự là xu hướng đúng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà xu hướng tăng hay là xu hướng giảm thì cái khối lượng nó phải tăng, thì cái xu hướng đó mới thực sự là đúng. Còn xu hướng tăng mà khối lượng nó không tăng thì là cái xu hướng tăng nó không bền vững. Mà xu hướng giảm cũng tương tự, xu hướng giảm mà khối lượng nó là không có tăng thì cái xu hướng giảm nó cũng không bền vững. Ví dụ như trong cái trường hợp như này, ở đây là anh chị thấy này, xu hướng nó tăng rồi, xu hướng nó tăng rồi, không mà volume nó tăng theo, xu hướng tăng mà volume nó tăng rồi. Thì cái xu hướng này á, là cái xu hướng tăng rất là mạnh, rất là bền vững á. Đây là xu hướng tăng rồi, volume nó tăng rồi. Anh chị thấy những cái cột này càng ngày càng cao lên không? Đó, nó cao cho tới đây luôn này. Tuy nhiên ở bên cái vùng này, anh chị thấy này. Đó, ngay bên vùng này, mức giá nó cũng tăng. Ví dụ như từ đây lên đây này, một một đến hai đến ba đến bốn nến này, bốn cái nến là giá tăng. Tuy nhiên là nhìn ở cái khúc này là anh chị thấy là volume nó lại giảm, cái vùng này. Mặc dù giá tăng nhưng mà volume nó lại giảm thì cái sự tăng giá nó không bền vững nữa rồi, sự tăng giá không bền vững đó, nó là như vậy. Còn khi mà giá giảm mà volume nó lại tăng, ở đây là nguyên cái vùng này này, anh chị thấy là những cây nến đầu tiên của cái đỉnh đó, những cây nến đầu tiên của cái đỉnh đó. Từ cái nến này, hai này, ba này, khi mà giá giảm mà volume nó tăng rồi, tức là nến đỏ nó tăng, giá giảm mà volume mạnh á, thì giá nó sẽ giảm mạnh, nó không dừng lại sự giảm giá ở đây đâu, nó không dừng lại sự giảm giá ở đây mà nó còn giảm nữa, nó sẽ còn giảm tiếp. Nhưng khi mà giá giảm mà volume nó lại giảm, anh chị thấy là cái giá nó giảm này, thấy không, giá nó giảm xuống này mà volume nó lại nhỏ 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 nhỏ, nó thấp nhiều so với cái volume bên đây. Anh chị thấy volume bên đây nó cao không? Giá giảm mà volume nó giảm thì cái mức giảm giá nó không bền vững, tức là cái xu hướng giảm nó không bền vững. Tức là xu hướng có mạnh hay là yếu á, thì phải có volume để xác nhận. Xu hướng mạnh, xu hướng tăng thì volume phải tăng, mà xu hướng giảm thì volume phải phải tăng luôn, thì xu hướng đó mới bền vững. Còn xu hướng tăng mà volume giảm thì tăng không bền vững, mà xuống giảm mà volume cũng giảm thì không bền vững và nó có khả năng nó quay đầu. Như trường hợp đây là cái trend bị phá vỡ này, volume như thế này nó quay đầu luôn.
Đúng rồi, chỗ này là anh chỉ thấy là anh chỉ thấy ngay cái ngay khúc trước này này, cái khúc trước này này đó, volume rất là đều, volume rất là đều, rất là nhỏ 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 như này. Đó. Rồi qua bên đây thì ngay cái vùng đỉnh này á thì chúng ta thấy là cái volume nó tăng mạnh lên, nó tăng mạnh lên. Và tuy nhiên là bên cái vùng sườn này á, thì volume nó giảm 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 giảm, mặc dù giá giảm nhưng volume giảm. Đó. Giá giảm nhưng volume giảm chứ không có tăng mạnh. Thì cái mức giảm giá này là giảm giá yếu và có thể sẽ tăng lên, có thể sẽ tăng lên, là gần nhất là tăng lên tới cái đỉnh này. Dự đoán là như thế nếu mà dùng volume. Và tuy nhiên để chắc ăn hơn thì chúng ta cần phải dùng thêm những công cụ hỗ trợ khác, như trong cái trường hợp này, như trong cái trường hợp này thì cái xu hướng tăng nó bị phá vỡ rồi, mình xác nhận luôn rồi ha. Cho nên bây giờ chúng ta mua rất là nguy hiểm, tại vì cái xu hướng đang là giảm. Chúng ta chỉ mua khi nào? Chúng ta chỉ mua khi giống bên đây này đó, tức là cái xu hướng giảm này nó bị phá vỡ rồi bằng nến Maribozu, thì lúc đó chúng ta mua. Ví dụ như trong trường hợp như thế này đó, mình thấy volume giảm này mình đừng có bay vào mua liền, mà mình sẽ chờ cho nó giảm như này, rồi vào đây có thể nó tăng lại như này, mà cái xu hướng giảm bị phá vỡ đó, giống như bên đây này, thì chúng ta mua vào đây này. Còn bây giờ thì chuẩn bị thôi chứ đừng có mua, biết đâu vài ngày sau volume nó lại tăng này. Nó tất cả phải chờ sự xác nhận nhé, gì đừng có ào ào vô mua uổng tiền ha, lỗ uổng tiền. Volume này em cũng đã nói một cái bài ở trên YouTube rồi, ở đây cũng chả cái gì nói lại nhiều hơn. Tuy nhiên là nếu mà anh chị mua thì những cái vùng giá mà có volume nó tăng đột biến thì những cái vùng đó thì chúng ta nên là để ý. Những cái vùng giá tăng đột biến thì thường nó sẽ là vùng đáy, ví dụ như ở đây này ha, volume nó tăng đột biến lên này. Thì cái vùng này có thể là đáy này ha. Ở đây tăng đột biến này. Thì cái vùng này có thể là đáy, tức là lưu ý như vậy là được. Đây, volume nó như nó cao một cách là bất ngờ như này, thì đây là đáy. Nói chung là volume nó sẽ xác nhận xu hướng, anh chỉ nắm như vậy thì được. Phần này anh chị ok anh chị có câu hỏi gì không? Anh chị có câu hỏi gì trong phần này không? À, hiểu hiểu rõ không? Dạ rồi, ok. Volume chắc kết hợp với biểu đồ nến là chuẩn, chứ còn nó chả kết hợp với thằng nào đó. Anh chị chơi cổ phiếu cũng như vậy, cổ phiếu dùng volume rất là tốt, cổ phiếu chứng khoán rồi đó. Rồi chúng ta đi qua lý thuyết số 6 á. Lý thuyết này nói chung là siêu quan trọng luôn. Không, chơi chỉ số thì không 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 có dùng volume đâu. Chỉ số nó giống forex vậy đó, giống như vàng vậy đó, khỏi không có dùng volume. Chơi chỉ số không dùng volume. Giống như vàng á, vàng là chỉ số này, forex này. Thường không dùng volume. À, volume chúng ta chỉ có là dùng trong những cái thị trường mà cá mập nó gom hàng được ấy. Ví dụ như thị trường Bitcoin này, thị trường chứng khoán này, là hai thị trường mà dùng volume rất là tốt.
mà hiệu quả rất là cao, hầu như là phải nói là rất cao luôn. Cái vùng nào mà cá mập gom hàng anh chị thấy volume nó nhỏ giọt, nó nhỏ 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 nhỏ, nhỏ. Giá đi ngang đi ngang đi ngang, và vùng giá rất là thấp rồi. Và tất nhiên là cái cổ phiếu đó phải tiềm năng trong tương lai, thì đó chính là cái dấu hiệu cá mập nó gom, mình có tiền mình gom theo nó, chú ngâm vốn vậy đó, ăn được nhiều dễ thôi mà, hơn gửi ngân hàng được đó. Hồi xưa vợ hồi xưa mà cái lúc mà em chưa cưới vợ, à anh chị có biết là tại sao mà em làm cái chuỗi video trên YouTube không ạ? À? Gì biết đâu, muốn muốn biết đâu, mà muốn biết em nói chút cho nghe. Mà đầu tiên là đúng là nó có dạy cho hai người bạn đó. Thế là em tính chỉ cho hai người bạn là chỉ qua qua máy thôi. Tuy nhiên là em nói là thôi mình up lên trên mạng luôn, ai coi được thì coi. À, nó là như vậy. À, tuy nhiên là cái vấn đề ở đây đó, không phải là vì hai đứa bạn đó mà em up video đâu, mà là lúc đó em còn đi làm ở trong công ty á. Em đi làm trong công ty. À, thì trong công ty em thì mấy anh em đồng nghiệp thì cũng đầu tư cổ phiếu nhiều lắm, cũng đầu tư cổ phiếu, cũng đầu tư Bitcoin này nọ, mà lỗ lên lỗ xuống, nói chung là mình nghe người ta chém gió về phân tích cổ phiếu ABC, phân tích thì nói chung là phân tích hổ báo lắm, kiểu như là biết hết á. Bắt đầu là khi mua thì mua tắt tay các kiểu, chả quan trị vốn gì hết, mà phần lớn là lỗ. Nhưng mà ngày nào cũng chém gió về cổ phiếu, rồi mỗi lần đi ăn đi cà phê gì thì cứ lấy cổ phiếu ra nói chuyện, phân tích như chuyên gia vậy đó. Thì em thì thực sự mấy đại anh em đồng nghiệp không ai biết em đầu tư cả, không ai biết em đầu tư, em cứ im. Thì mình nghe người ta phân tích thì mình thấy không đúng rồi, chả có tí kỹ thuật nào đó. Chả có tí kỹ thuật nào là cái kiểu như là nhắm nhắm cái công ty đó lên rồi ngon là mua, rồi nhắm nhắm nó mà có tiềm năng thì mua vậy đó, chứ còn chả phân tích kỹ thuật gì đó. Mặc dù em đi vào em thấy là giá ngay vùng đỉnh rồi mà cứ hô hào nhau mua, mà em thì thấy phân tích sai thì em cũng không có nói, mình nói cũng chả được cái gì. Hình như anh chị thấy là trên Facebook của em có bao giờ mà em nói một cái gì đó liên quan tới đầu tư đâu, chả hề liên quan gì tới đầu tư cả. Cho nên là bạn bè thì thường là tụi nó cũng chả biết em đầu tư đâu, ở đồng nghiệp cũng như thế. Nên cho nên là em quyết định là người dân Việt Nam mình, đồng nghiệp của mình là trí thức còn cao như vậy, huống gì những người mà khác nữa thì sao, chắc cũng chả biết gì phân tích kỹ thuật đâu. Cho nên là em làm bộ video em up lên YouTube là vậy, ai xem được xem. Mà chủ yếu hồi đó là em nói là cái bộ phân tích đó là em đi dành cho Bitcoin mà nhiều, tại vì Bitcoin đầu tư rất là dễ, tại vì thị trường nó nhỏ mà, mình có lỡ đu đỉnh đó thì mình để đó, mình cứ để im vậy đó thì sau này nó cũng tăng đó, chỉ cần mình còn để im nó, mình không có cạch tiền bán đi thôi, vì nó gì giá nó sẽ vẫn cứ tăng thôi. Còn đầu tư forex thì nguy hiểm hơn, à, tại vì mình dùng đòn bẩy, giá nó chỉ nhúc nhích cái là mình không đặt stop loss là mình cháy tài khoản gì. Cổ phiếu với Bitcoin thì rất là dễ, cứ công ty tốt rồi vùng giá tốt rồi mua là cứ để in đó, à, thế nào cũng lại, à, em chắc chắn luôn đó, rất là dễ. À, cái lúc mà em chưa lấy vợ thì vợ em đầu tư cái kiểu như đầu tư cổ phiếu, thì cũng kiểu như là mấy người nãy vậy đó, cũng nhắm nhắm mà giá ngon ngon là mua, mà chả biết giá như nào là ngon cả. Nhắm nhắm công ty làm ăn tốt là mua thôi đó. Và cái mục tiêu của vợ em là hơn gửi ngân hàng là được, ví dụ như gửi ngân hàng một năm là lãi đâu đó là tầm 6% đúng không,
giờ 10% một năm là được rồi. Hơn ngân hàng là được rồi. Anh mục tiêu thấp như vậy mà vẫn cứ lỗ anh chị. Chán phải đó. Nhưng mà từ khi mà cưới em về thì cưới em về em chỉ cho vài cách thôi, chỉ vài chiêu thôi, không cần nhiều. Đó là từ đó là đầu tư lãi như thường. Mới đây lại khoe với em là mua cổ phiếu của Thế Giới Di Động lại lại 3 mấy%. Nói chung vợ em cưới em về xong là thấy cái việc đầu tư nó không còn khó nữa, mà em thấy nó chả khó gì đâu. Mình tại vì mình giả sử như đầu tư cổ phiếu Việt Nam anh chị, em nói anh chị rất là dễ thôi, cứ công ty đầu ngành mà mua và cứ vùng giá tốt mà mua là xong rồi đó. Thế nào anh chị cũng lãi lãi hơn gấp 10 lần so với gửi ngân hàng là chuyện bình thường, một năm lãi 60% là chuyện bình thường. Rồi chúng ta qua cái lý thuyết số 6, một lý thuyết rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta không biết lý thuyết này thì phải nói là rất là nguy hiểm. Em chơi mấy năm rồi hả? Em mới tập chơi à? Em mới tập chơi. Rồi lý thuyết số 6 này rất là quan trọng á. Hầu như là nếu như mà anh chị biết cái lý thuyết này sớm hơn thì anh chị đã thành công rất là nhiều rồi. Một lý thuyết này thôi. Và lý thuyết này nè, xu hướng chỉ kết thúc khi có tín hiệu đảo chiều đồng pha. À, hết rồi đó. Nếu như mà anh chị lên mạng anh chị đọc về lý thuyết Dow thì nó chỉ giải thích lý thuyết số 6 như thế thôi. Đó. Xu hướng chỉ kết thúc khi có tín hiệu đảo chiều đồng pha hết. Anh chị đọc anh chị nắm được cái gì không? Hiểu hiểu không? Nghỉ hả? Học xong lý thuyết này là nghỉ chị. Họ học thêm 10 phút nữa đi. Học xong cái này chúng ta nghỉ. Tại lý thuyết này rất là quan trọng. Sáng mai em gửi video. Đoạn video này nén lại và up lên rất là lâu. Thì ở đây anh chị thấy có cái từ gì đặc biệt không trong cái câu này? Chỉ và đồng pha đúng không? Đúng rồi ha. Ở đây có hai cái từ mà chúng ta cần quan tâm, đó là từ chỉ này và thứ hai là từ đồng pha đó. Thì em hỏi anh chị chơi nhé, em hỏi anh chị nhé, anh chị có hay mà bắt đáy mà càng bắt là nó càng giảm không, kiểu như là mình cứ bắt đáy là nó cứ giảm hoài luôn á, có không ạ? Kiểu mình bắt dao rơi á, cứ càng bắt càng giảm, mình nghĩ giá thấp rồi nhưng mà nó lại giảm tiếp á, nó giảm mít vậy đó, thậm chí là mình còn còn không biết đáy ở đâu luôn, cứ càng bắt càng giảm, càng bắt càng giảm. Rồi ok, rồi là một ha. Rồi em hỏi thêm một câu nữa. Ở đây là có ai mà mình ăn non không? Kiểu như mình vừa mới bán xong rồi nó giá nó tăng tiếp. Và nó tăng không ngừng luôn. Mà mình bán xong rồi nó tăng. Thường xuyên luôn à. Rồi. Thì cái lý thuyết số 6 này sẽ giải quyết hai cái điều đó. Giải quyết bắt đáy và giải quyết ăn non, giải quyết ăn non thì anh chị sẽ không còn ăn non nữa và anh chị sẽ không còn bắt đáy nữa, bắt dao rơi. Đây, lý thuyết này nó nói á là cái xu hướng của chúng ta
chỉ kết thúc khi mà có những cái tín hiệu đảo chiều nó cùng nhau xảy ra thì xu hướng đó mới kết thúc. Còn nếu như mà có một tín hiệu đảo chiều thôi thì xu hướng sẽ không kết thúc, hoặc là hai tín hiệu đảo chiều thôi thì nó sẽ không kết thúc. Em nhắc lại nhé, xu hướng của mình mà khi mà nó đã xảy ra cái xu hướng rồi á, thì cái xu hướng đó nó sẽ tăng mãi. Hoặc là nếu mà nó giảm thì nó sẽ giảm mãi luôn, nó không có dừng lại đâu. Cho nên anh chị đừng có vào mà bắt đáy. Còn nếu là nó đã tăng rồi thì nó sẽ tăng mãi. Nên anh chị bán là anh chị sẽ ăn non, nó sẽ tăng miết rồi đó. Nên những người mà bán gọi là bán khống, sell ra, ví dụ như giá tăng lên gì, mình tưởng giá cao rồi mình sell ra này, lên lại bán, gồng lệ nữa, cuối cùng cháy tài khoản. Còn những người bắt đáy thì sao? Giá giảm xuống đây mua và cuối cùng cháy tài khoản luôn. Nó là như vậy. Một khi cái tín hiệu mà nó đã, một khi cái xu hướng mà giảm nó bị phá vỡ, nó chuyển thành một cái xu hướng mới là xu hướng tăng, thì cái xu hướng tăng là nó sẽ tăng mãi, nó tăng mít rồi đó. Thì anh chị cứ tưởng tượng đó là chúng ta, anh chị cứ tưởng tượng là chúng ta là đi trên một chiếc xe, nó chạy trên đường như thế này. Đây đường của chúng ta đây, thì chiếc xe nó chạy trên đường, và nếu như mà anh chị thấy, giả sử như anh chị lái chiếc xe này đi, và trên đường này sẽ có vật cản. Vật cản của mình là bây giờ là gì? Vật cản của mình là một con gà đó chẳng hạn. Một con gà. Thì chiếc xe này tất nhiên là nó không dừng lại rồi. Vật cản là một con chó thì sao? Chiếc xe nó cũng không dừng lại, nó sẽ chạy luôn, tông luôn thôi. Vật cản bây giờ mình lớn hơn một chút, vật cản của mình là một con bò. Vật cản của mình là một con bò. Thì giả sử như chiếc xe này là chiếc xe tải đi, thì gặp cái con bò như thế này á, thì có thể là nó tông luôn, nó không có dừng lại đâu. Xe tải, xe container rồi đó, nếu mà con chiếc xe lớn. Tuy nhiên cũng chiếc xe tải này, nhưng mà vật cản bây giờ là không phải là một con bò nữa, mà là tầm là 10 con đó. Rất là đông, một đàn bò tầm 5-7 con gì đó, đứng đầy đường vậy đó. Thì chiếc xe này á, nó gặp bầy bò này nó sẽ chạy chậm lại, nó chạy chậm lại. Và nếu như mà cái bầy bò này á, nó quá cứng, thì chiếc xe này không thể chạy tiếp được, không thể chạy tiếp được, mà bắt đầu là sẽ quay đầu và đi đường khác. Cái nguyên lý trong cuộc sống nó đơn giản như thế, nhưng mà trong đầu tư nó cũng y như vậy, nó y chang như vậy đó. Đó là khi mà cái giá nó đã tăng thì một hai vật cản không có xi nhê gì nữa. Như nãy anh chị nói bắt đáy GU, thì cái trong trường hợp này anh chị thấy này, cái đồng đô la, cái đồng mà bạn anh này đi, khi mà nó đã, đây là sóng giảm, được chưa? Sóng giảm này. Và đây là sóng hồi này. Và khi mà giá nó đã phá qua được cái đáy của con sóng hồi này, đấy là đáy này, thậm chí ở trên này đây là đáy này, đây là đáy, đây là những cái vùng hỗ trợ, và giá nó đã vượt qua được khỏi cái vùng hỗ trợ này rồi á, thì nó sẽ đi xuống, và đi xuống rất là mạnh. Cho nên là chúng ta càng bắt đáy là chúng ta càng chết. Ví dụ như trong trường hợp này nó giảm là đâu đó là tầm, đâu đó tầm mấy trăm pip nữa, càng bắt càng chết á. Thì ở trong trường hợp này giá nó lao xuống dốc này, giống như là một chiếc xe đang chạy xuống. Thì ở đây anh chị rõ ràng là anh chị thấy là có một vật cản,
Bất cản là gì? Vật cản là một vùng hỗ trợ này đúng không? Đây là một vật cản. Tuy nhiên như em nói hồi nãy, một vật cản không có xi nhê gì cả, giá nó sẽ thuận qua bất cứ lúc nào. Cho nên là thấy cái vật cản này mà vào đây mà mua thì chỉ có chết thôi. Đây là một vật cản. Vậy thì chúng ta chỉ mua khi nào? Chúng ta chỉ mua khi mà nó có nhiều tín hiệu đồng pha thôi, tức là có nhiều vật cản cùng xảy ra một lần thì có thể chúng ta mua được. Và vật cản quan trọng nhất là chính là kháng cự hỗ trợ. Ví dụ như ở đây là em kể ra này, kháng cự hỗ trợ nữa, đây là kháng cự hỗ trợ nữa. Đây là kháng cự hỗ trợ này. Đây đi. Đó. Như đây. Đó, thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Ngay ở cái vị trí này. Đó. Nếu như chúng ta mua ngay tại đây là rất là thật. À, vì sao? Tại vì có mỗi cái vùng hỗ trợ này mà nếu nó lại như vậy, nếu nó lại Mariboju như này, đi vào đây mua thất bại. Cho nên chúng ta sẽ không mua ngay tại đây. Cái trường hợp thứ hai đó, đây là một vùng hỗ trợ này, mà nếu nó lại như thế này, chúng ta sẽ không mua. Bắt đáy đây chỉ có chết thôi anh chị. Càng bắt càng chết đó nha. Rồi tới cái vùng này, tới cái vùng này thì sao? Tới cái vùng này giá giảm xuống này, gặp nến pin 3 là một này ha. Đây, gặp nến pin 3 là một, được chưa? Cái vùng này bỏ đi, bỏ đi. Gặp nến pin 3 là một này. Rồi khi mà gặp cây nến tăng đỏ, tăng xanh này thì nó tạo thành mô hình nến, gọi là mô hình nến sao mai. Thì ngay cái trường hợp chỗ này, ngay cái trường hợp chỗ này thì đây chính là một vật cản. Mô hình nến sao mai là một vật cản, pin 3 là một vật cản. Đó. Nhưng mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ không thấy là, không thấy là một cái vùng hỗ trợ là ngay tại đây cả. Đó. Có thể ngay cái vùng này, cái vùng này, đây cũng được xem như là một vùng hỗ trợ. Là chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có là ba cái vùng hỗ trợ rồi, ba con bò ha. Một này ha, một là kháng cự hỗ trợ, hai là mô hình nến, là hai con bò ha, hai con bò. Vậy thì chúng ta sẽ tìm thêm những cái công cụ hỗ trợ khác nữa thì sao, để chúng ta tìm thêm nhiều cái tín hiệu đẹp để chúng ta quyết định là mua vào đây. Tại vì cái xu hướng này nó đang giảm và nó chỉ kết thúc khi mà có nhiều tín hiệu đảo chiều đồng pha nhau thôi. Một hai tín hiệu không xi nhê gì cả, chúng ta có thể thêm vào. Ví dụ như công cụ stop đi, stop thấp tích nha, như này. Ngay cái chỗ này, công cụ stop này mua được, mua được không anh chị? Công cụ stop này mua được không? Chỗ này nè. Vì sao lại mua được? Ai nói mua được thì coi lại nhá. Ai nói mua được thì chưa chưa hiểu bài gì nữa, chưa chưa thuộc bài. Cái công cụ stop chất, anh chị lưu ý đó là khi mà giá nó cắt từ trên mà nó cắt xuống, mà nó cắt qua 20 như thế này này, đây này. À, tương đương với cái vùng giá ngay tại đây thì báo hiệu rằng giá nó sẽ giảm, và giảm rất là mạnh ngay tại đây này, tương đương với ngay tại đây này. Thì báo hiệu rằng cái lực bán rất là mạnh và giá nó sẽ giảm, và giảm rất là mạnh, chứ không phải giảm bình thường nữa đâu. Còn trong cái trường hợp này thì giá nó nằm ở dưới cái vùng này mà giá nó sẽ tiếp tục giảm. Nó chỉ mua đẹp khi mà nó cắt qua 20, nó đi lên thôi, mà hai thằng cùng cắt qua. Thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy là ngay sau đó là có cái nến nến mây đen rồi, cái nến mây đen rồi đó. Cho nên là mặc dù chúng ta thấy là có tín hiệu là hỗ trợ là một, mô hình nến sao là hai, nhưng mà cái công cụ của chúng ta nó lại chưa cho thấy là cái sự mua, thì chúng ta sẽ không mua.
Đó, thì nó sẽ không mua nhé. Ừ, thêm nữa ngay cái tại cái vị trí này mà nếu như mà anh chị cài cái đường trend ra trên like này, ừ. Trên like thì cài thì chúng ta thấy là nó bị cắt, nó bị phá vỡ rồi ha. Mặc dù trend này nó bị phá vỡ rồi, ừ. Tuy nhiên là ngay tại những cái phiên sau thì nó tạo thành cái đỉnh như thế này rồi á, thì chúng ta phải vẽ trend lại thôi, vẽ trend lại trên đây. Đó. Cho nên là những cái tín hiệu như thế này nó chưa đồng pha, nó chưa thống nhất với nến. Vậy thì đây nếu mà chúng ta mua ngay tại đây thì rất là nguy hiểm. Mặc dù là gặp hỗ trợ và gặp mô hình nến sao nhưng mà nhìn mua là vẫn nguy hiểm. Vì công cụ nó chưa cho thấy sự đảo chiều gì cả. Thêm một công cụ khác thì là CCI. CCI thì chỗ này nó cắt lên rồi. Chỗ này cắt lên âm 100 rồi. CCI thì đạt nhưng mà stop thì lại không. Những công cụ nó không thống nhất với nhau như thế này thì thôi chúng ta không mua. Đó. Và giá nó giảm xuống. Mà khi mà giá nó giảm xuống như thế này rồi thì thôi bỏ ha. Không mua. Tức là xu hướng nó vẫn chưa kết thúc. Là xu hướng vẫn chưa kết thúc. Thì xu hướng chỉ kết thúc khi những tín hiệu nào chưa đồng pha thôi mà. Đây là tín hiệu chưa đồng pha. Tức là chưa cùng nhau xảy ra. Chưa kết thúc. Đúng. Thì bên đây khi mà giá đi xuống tiếp này, ở đây tới chỗ đây thì sao anh chị? Tới chỗ đây là gặp cái vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ rất là rõ hơn, đó. Hỗ trợ này luôn, chung bây giờ là gặp nến chuyên, bây giờ gặp nến chuyên và cái đường trên line chúng ta lại kéo ra như thế này, đi qua, đó đi lên này ha, đó đi lên, thì cái đường trên line này bị phá vỡ rồi, đường trên line bị phá vỡ rồi. Mô hình nến này, nến này nến nhấn chìm chứ không phải nến chuyên, nến này nến nhấn chìm đó. Và lúc đó thì chúng ta thấy là cái công cụ của nó như thế này, thằng 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 CCA thì đạt rồi này, chúng ta chỉ chờ thằng stop này thôi đó. Tại vì ở trên thì đạt rồi đó, xu hướng bị phá vỡ này, xu hướng bị phá vỡ rồi đó, gặp vùng hỗ trợ rồi, rồi nến nhấn chìm rồi, và cái nến sau là cái nến tiêu chuẩn phát trên công cụ nữa đó, công cụ bây giờ cắt lên này, đó đẹp. Rồi bây giờ cái vùng này thì chúng ta mua đẹp rồi, đẹp rồi ha, chúng ta mua được ở đây. Nếu mà anh chị mua cổ phiếu à, đây em phân tích đồng bảng nhưng mà chúng ta sẽ dùng chung cho mọi thị trường tài chính anh chị. Nếu như mà anh chị mua cổ phiếu mà anh chị thấy như thế này chúng ta mua được rồi này. Mua cổ phiếu được rồi đó. Thì cổ phiếu nó giảm thì không thể nó giảm mãi được, sẽ có lúc nó tăng lại. Thì đây 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 chính là cái lúc mà nó tăng lại mọi cái sự mà mọi tín hiệu này nó cho thấy là xu hướng giảm đã kết thúc rồi, tại vì những cái tín hiệu này cho thấy là một cái sự đồng pha rồi. Thứ nhất là cặp nến nhấn chìm, cặp nến nhấn chìm là cái cặp nến mà đảo chiều rất là mạnh nha anh chị. Theo kinh nghiệm của em cái cặp nến nhấn chìm này, cặp nến rất là ghê hơn, như nó là mạnh nhất á, nó nhấn chìm cả thế giới. Nếu mà anh chị mà mua mà giá lên trên cao rồi mà anh chị thấy nến nhấn chìm xuất hiện là anh chị thấy khá mệt rồi đó. Anh nói thật ra mỗi lần mà mình mua xong mà mình thấy là thấy gặp gặp nến nhấn chìm là thấy oải lắm rồi, chán lắm rồi đó. Mua xong rồi cái nến nhấn chìm mình chán lắm rồi đó. Còn mình bán xong mà mình lại thấy nến nhấn chìm tăng là mình oải lắm rồi đó. Đây nến nhấn chìm tăng này. Nó thể hiện cái sự tăng giá. Vì cái xu hướng giảm trong cái trường hợp cái đồng bảng này, cái xu hướng giảm giảm rất là mạnh. Xu hướng giảm rất là mạnh nên cái sự tăng giá này chỉ là tạm thời nữa. Và cuối cùng nó lại giảm tiếp. Cuối cùng nó lại giảm tiếp. Thì mà để mà trade chuẩn đó thì anh chị lưu ý đó là chúng ta chờ cho cái xu hướng giảm, cái xu hướng hồi này kết thúc, thì sau đó là chúng ta sẽ gọi là bán ra cổ phiếu. Thì anh chị có thể là mua như này được, chứ còn trade forex thì chúng ta sẽ chơi một cái chiêu khác. Đây này, đối với những người mà áp dụng máy móc này, anh chị, để cho anh chị thấy là một người máy móc và một người có hiểu biết này.
Một người máy móc là gì? Một người máy móc là nó thấy stock đẹp rồi mua chứ gì? Thấy CCI đẹp rồi mua này. Đây là máy móc. Đây là máy móc. Tại vì sao? Tại vì quay về lý thuyết xu hướng. Quay về lý thuyết xu hướng. Xu hướng lớn bây giờ đang là cái gì anh chị? Xu hướng lớn bây giờ đang là tăng hay giảm? Xu hướng lớn đang giảm. Cho nên là nếu như mà mình nhìn thấy là mấy người mua máy móc này, đây là mua máy móc này. Đó, đây là mua máy móc này. Có nghĩa là xu hướng lớn đang giảm thì cái sự tăng giá này chỉ là sóng hồi mà thôi. Chúng ta sẽ không ăn con sóng hồi đây. Đó, mà chúng ta chỉ trực chờ là chúng ta bán nó thôi. Chúng ta chỉ bán ra thôi. Đây nè, đây chính là lúc mà người không máy móc chơi nè ha. Đây là người máy móc ha. Đây là máy móc mà mua vào khi thấy tín hiệu như thế này mà không suy nghĩ gì cả. Còn mình đã học cả rồi. Xu hướng lớn là đang giảm cho nên là mình chờ sóng hồi kết thúc. Nhưng mà trend của sóng hồi bị phá vỡ như này. Đó. Và những cái tín hiệu cũng cho thấy là sự giảm giá đẹp chỗ này. Đây này, ngay chỗ đây là anh chị thấy là ngay cái nến này đóng cửa xong này là anh chị thấy là stock là màu xanh cắt màu đỏ đi xuống rồi này. Nó cho nên là chúng ta có thể là bán nó ngay tại đây rồi. Stop loss ở phía trên an toàn hơn là stop loss trên cái vùng hỗ trợ này luôn. Đó. Như vậy chúng ta mới không máy móc. Máy móc có nghĩa là chúng ta thể thuận theo xu hướng lớn chứ không phải là cứ thấy tín hiệu đẹp mà mua. Cứ thấy tín hiệu đẹp mà mua kiểu này là rất là nguy hiểm. Mua sóng hồi đi, em mua sóng hồi. Đây là máy móc này. Đó, cứ như vậy mà bán hơn. Nến nhấn chìm là cái thằng nến mà nguy hiểm nhất á. Em ngã nến chìm lắm. Đây là anh chị thấy là một cái sự anh chị thấy quá trình giảm giá không? Nến nhấn chìm này, thấy giảm giá mà gặp nến nhấn chìm như này là chán lắm rồi đó. Kèo mình đang bán ngon. Đây, nhấn chìm này. Nhấn chìm này. Nhấn chìm này. Đây này. Nhấn chìm này. Cứ gặp nhấn chìm là thấy xong phim rồi. Đây là nhấn chìm trên đỉnh. Đây này. Đây này. Đây nè. Nhiều lắm, nói chung là cặp tiền nào cũng có. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Mình thấy nó nhanh chìm là thấy nản lắm rồi. Đây nè. Tức là khi mình mua á, mà mình thấy nó nhanh chìm trên đỉnh là mình thấy nản lắm rồi đó. Còn mà mình bán mà mình thấy nến nhấn chìm mà dưới đáy là thấy đây nè đó mạnh nhất anh chị reaction đó hả? Nhìn đâu cho sai số nếu mà cái nến mà đứng một mình mà mạnh đó, thì nó là nến chìm ba thằng này là đứng một mình là nó mạnh lắm này. Tuy nhiên một mình thì không thể nào bằng hai mình được. Đây, thằng này sẽ mạnh hơn. Và cặp nến nhấn chìm là cặp nến mạnh nhất trong tất cả các cặp nến. Theo kinh nghiệm của em là em thấy như vậy. Nến nhấn chìm là nến mạnh lắm. Đây là. Đây là. Đây là. Đây là. Cứ trên đỉnh, trên đỉnh á. Rất là nguy hiểm đáy đáy này đáy dưới đáy cũng vậy ha. Đây
Nãy giờ về biết bao nhiêu luôn nè, nhiều lắm đó, 1, 2, 3, 4. Cho nên là nếu như mà anh chị là muốn muốn bắt đáy, muốn bắt đáy thì tuyệt đối là không bắt đáy. Mà nếu mà chúng ta có muốn bắt đi chăng nữa thì hãy chờ cho nhiều tín hiệu đảo chiều cùng nhau xảy ra thì hãy mua vào, hãy bắt. Còn khi mà chốt lời cũng như vậy, chốt lại cũng như vậy, chốt lại cũng như vậy nhé. Giả sử như anh chị là mua vào rồi, sử như từ đây đi, giá tăng này ha, bắt đầu nó hồi hồi lại, bắt đầu là cái xuống hồi bị phá vỡ, anh chị mua vào đây rồi này. Đó. Mà thấy là mình ăn non đâu đó ngay tại khúc này rất là uổng, ăn non đây rất là uổng. Thứ nhất là cái trend này nó chưa bị phá vỡ thì mình chả cần bán nó làm gì, mình vẫn còn ở trên trend là mình còn còn an toàn, đừng có ăn non. Được vài đồng rồi bắt đem là bán, bắt đầu bán rồi, chúng ta sẽ chưa có nhìn thấy những cái tín hiệu đảo chiều thì chúng ta cứ để. Giả sử như ngay trong trường hợp này chúng ta thấy có nến xuyên, có cái nến đỏ này nó hù mình kệ đó, cái nến này làm ăn được gì đó, chả có làm ăn được gì đó. Lên đây kệ, lên đây tới đây gặp nến nhấn chìm thì mới bắt đầu là lo lo sợ này. Đây này, gặp cái thằng nến nhấn chìm này này đó, chứ còn gặp những cái thằng nhỏ nhỏ như này thì kệ đó, đừng con nó cứ để thôi. Nó là như vậy, tinh hoa nó nằm ở đó. Giảm như thế này cũng đừng có phải bắt đáy nhỉ. Mặc dù chúng ta thấy có cái nến xanh này, cái này nó tăng nhẹ nhẹ nó dụ mình thôi, mình tưởng nó tăng mình đi vào đây mua thì chỉ có chết thôi. Đúng. Còn ngay tại cái vùng hỗ trợ này, ngay tại cái vùng này mang tiếng là vùng hỗ trợ, nhưng mà ở phía trước nó là cái nến Maribozu, trước nó nữa là pin ba này. Trên này là nến nến sao này ha, nhìn cái đám nó đổ mạnh như này, đông như quân nguyên như này, mà giặc nó đông như này mà thằng xanh này chịu gì nổi, hỗ trợ nó chịu gì nổi. Đó, nó đi xuống rất là mạnh, nên đừng có vào mà bắt đáy ha, cũng đừng ăn non. Nếu như mà chưa có tín hiệu gì đảo chiều thì cứ để không, anh chị sẽ ăn được rất là nhiều. Ví dụ như trong cái trường hợp này mà mình mua ở đây, mình mua ở đây khi mà trend này bị phá, mà mua ở đây stop loss ở dưới cái vùng này, dưới cái vùng này là an toàn rồi. Còn nếu mà nó lủng nữa thì nó sẽ đi xuống rất là mạnh đây này, cho nên là đừng có sai lầm mà giờ stop loss này ra nhé. Cái vùng này nó đã cứng như thế này rồi mà nó còn bị phá vỡ thì đừng có giờ stop loss nữa. Thì mình đặt tỷ lệ ở trên đây thôi, nếu mà giá nó còn xanh thì mình vẫn cứ nâng stop loss anh nhỉ, cứ nâng set profit, cứ nâng lên đó, tỷ lệ như này này chắc được 1,6 luôn, anh nhìn được 1,6. Nhưng mà chúng ta bán là khi có nến nhấn chìm thì chúng ta còn ăn tỷ lệ 1,5 thôi, đấy, tỷ lệ 1,5 thôi. Thì như anh chị nào mà chấp nhận rủi ro lớn đó, mất thì mất 5%, lại là 25% luôn, 5,5, 25 đó, tỷ lệ 1,4, mất mất 5%, lại là 20% luôn. Trong một tháng làm một kèo là 20% một tháng, mà nó tăng từ đây tới đây, tăng từ đây tới đây, ở trong vòng là khoảng là một tháng này, 33 ngày đó, một kèo thôi. Còn anh chị làm được vài kèo nữa thì quá ngon, tháng kiếm 20% được rồi, 20 siêng hơn kiếm 30. Thì sau này thì anh chị sẽ lãi rất là nhiều, em nói thật. Tuy nhiên anh chị biết vì sao mà người ta vẫn thua không? Anh chị biết vì sao mà người ta vẫn thua trong cái thị trường này nhiều không anh chị? Người ta sẽ lãi rất là nhiều mà người ta vẫn thua.
Quản trị vốn bài bài số 5 đi, bài số 5. Người ta lãi nhiều nhưng người ta vẫn thua là do họ tham, họ tham kiểu không không biết dừng lại gì. Mấy lần đầu thì phân tích kỹ lắm mới ăn được đó, còn mấy lần sau thì kiểu ăn nhiều quá đã quá, cái lần sau thì vào ẩu và thua. Còn sau này em chắc luôn là sau này anh chị mà đánh theo phương pháp của em là anh chị sẽ lãi. Nhưng mà em nói rồi nhé, đó là em sẽ hướng dẫn cho anh chị là cái phương pháp đầu tư, cái phương pháp, cái cách thức, những kỹ năng, rồi hướng dẫn luôn cho anh chị là cái cách quản trị vốn và cái cách kiểm soát tâm lý. Tuy nhiên có một điều em không thể giúp anh chị được, đó là kiểm soát lòng tham của chính mình, kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cái đó em không giúp anh chị được đâu. Hầu như người ta thua là do người ta tham, tại vì tiền trên thị trường nó rất là nhiều, một ngày anh chị có thể kiếm mấy ngàn đô một ngày là chuyện bình thường lắm, bởi vì chính cái đó mà làm cho mình tham nên dẫn đến mình thua. Tiền nó đầy đó mà. Thì qua cái bài quản trị vốn này em nói cái giờ stop loss chất đầu phích cho. Rồi cái chỗ này là anh chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Cái lý thuyết là số lý thuyết số 6 này nè. Anh chị ok chưa? Anh nắm được chưa? Lý thuyết nắm được chưa? Đừng có bắt đáy, bắt đỉnh nữa nhé. Ít nhất là 4 này, ít nhất là 4. Kháng cự hỗ trợ là một này, là phải có luôn đó. Nếu mà mình muốn thấy cái sự đảo chiều, kháng cự hỗ trợ nến là hai, mô hình nến là hai đấy. Các công cụ hỗ trợ, các công cụ hỗ trợ thì dùng chung cho tụi nó, chung hết với nhau thôi, là ba. Rồi còn thêm những thằng khác nữa, ví dụ như Fibonacci hay là Bollinger Band hay là đường trung bình MA. Anh chị phải thực hành nhiều, không thể một bước lên trời được. Rồi, buổi hôm nay tới đây hết rồi. Anh chị nhớ về xem video để ôn đi ôn lại, để thực hành trên biểu đồ nhiều. Còn ai mà đầu tư thì tư với số lượng nhỏ thôi, đầu tư với khối lượng nhỏ thôi, đừng có đầu tư lớn. Khi mình chưa vững mà mình đầu tư lớn mình thua đó. Rồi sau này anh chị vững là anh chị đầu tư lớn bao nhiêu cũng được, cái tỷ lệ thắng của mình cao rồi mình thích đầu tư lớn là nhiều được. Tuy nhiên giờ mình đầu tư để học hỏi. Cái quan trọng của anh chị bây giờ là anh chị hãy cố gắng để trở thành một